Nhìn này, người khác đều uống rượu bằng bát, cậu ta lấy cái chậu ra, rồi đổ tất cả rượu vào trong. Sau đó nhấc lên uống một cách nhiệt tình, chưa đầy 10 giây sau, cậu ta đã uống hết chỗ rượu và lấy được số tiền thưởng 10.000. Từ đó, cậu ta đã nổi tiếng, trở thành thần côn trong lòng mọi người. Không ngờ vào khi nãy, một đám người đang oản tù tì uống rượu, cậu ta đi tới lật đổ chiếc bàn và yêu cầu Cường Hào mau trả tiền của mình. Anh ta không hề nể mặt mà đi tới đá bay, rồi để đồ đệ đấm đá cậu ta. Cậu ấy chỉ muốn lấy lương của mình, không ngờ đến việc bị chúng đánh đập. Sau đó, tên này giẫm chân lên người yêu cầu ký hợp đồng giải phóng mặt bằng. Khi nhà được giải phóng, tiền lương sẽ được quyết toán. Cậu ta nhất quyết không giao nhà ra vì phải giữ lại cho em gái quay về ở. Thấy cậu ta không biết điều, Cường Hào yêu cầu nếu cậu ấy uống rượu thắng mình, tiền lương sẽ được quyết toán. Cậu ta vui vẻ đồng ý, rồi chê bát quá bé. Uống không đã, cậu ta lấy chậu ra, đổ tất cả rượu vào trong, rồi uống hết rượu như uống nước. Chưa đầy một phút sau, cậu ta đã uống sạch, rồi cầm lấy tiền lương và kéo xe ba bánh đi. Thì ra cậu ta đã nằm dài cả ngày vào lúc chỉ biết uống rượu. Em gái đã bỏ đi vì chuyện này, cậu ta thề nhất định phải tìm lại cô ấy. Trên đường quay về nhà, cậu ta va phải xe sang trước mặt. Khi thấy chuyện tốt của mình đã bị phá hỏng, Phú Nhị lại bước xuống xe chửi mắng cậu ta. Cậu ấy cũng nhìn thấy cô gái trên xe đang kêu cứu, cậu ta lao tới đấm thẳng mặt đối phương, sau đó đưa cô gái đi. Hai người đang ăn uống ở lề đường, lúc này đám người Cường Hào bất ngờ tìm tới rồi đuổi tất cả khách đi. Chúng yêu cầu cậu ta ký vào hợp đồng giải phóng mặt bằng, lập tức chuyển đi, cậu ta nhất định không ký. Khi bọn họ đe dọa, cậu ta đập vỡ chai bia uy hiếp chúng. Vào lúc này, vài chiếc xe sang lao tới, sau đó một nữ trợ lý xinh đẹp mờ lem bước xuống xe dẫn theo một nhóm vệ sĩ bao vây bọn chúng. Cô gái này là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, cô ấy cũng là CEO của tập đoàn Thẩm Thị. Khi vừa nghe đến nhà họ Thẩm, Cường Hào lập tức quỳ xuống để đại tiểu thư tha cho mình. Cô ấy không quan tâm anh ta mà cho người kéo đi và dẫm lên như chiếc máy may. Thẩm tiểu thư, tôi đã vô tình mạo phạm cô, xin đừng để ý đến kẻ tiểu nhân. Tôi không cần 200 đó nữa. Thẩm nhạn thư, tôi ân oán phân minh, tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là nhận lấy thẻ ngân hàng có 1 triệu này, món nợ ân tình giữa chúng ta xóa bỏ hoàn toàn, từ đây hai bên hết nợ, hoặc là gia nhập vào tập đoàn nhà tôi làm trợ lý cho tôi, tham gia buổi đấu thầu ngày mai cùng tôi. Tôi sẽ đưa anh thù lao hậu hĩnh và nguồn lực lớn. Khi có quan hệ với nhà họ Thẩm, anh có thể nhanh chóng tìm được em gái. Tôi chọn số 2. Xem đủ chưa? Châu Trác, tôi đã điều tra anh. 10 năm trước, anh là Châu thiếu gia ngồi tít trên cao. 10 năm sau, anh là đồ rác rưởi mặc người ta chà đạp. Hôm nay, anh có thể đứng ở đây là nhờ đại tiểu thư thương hại anh mà cho lấy lại sự quyền quý, vực dậy nhà họ Châu. Cố mà trân trọng. Đủ rồi. Đừng nghĩ anh đã may mắn vì giúp đỡ đại tiểu thư mà có thể kiêu ngạo. Cất bộ dạng xấu mặt của anh đi, đây không phải bãi rác. Chẳng phải Thẩm tiểu thư đây sao? Sao còn dám đến chứ? Không sợ mất mặt nhà họ Thẩm sao? Ai chẳng biết, Long Quốc giàu số 1 thích uống rượu, càng thích làm ăn với những người cùng chí hướng. Cô gái đẹp nhất Giang Hải, một ly là gục, với thực lực này cũng dám đến tranh đơn hàng. Họ đang nói gì thế? Long Quốc thích uống rượu, coi rượu là tiểu thầu hạng mục. Hôm nay các vị quyền quý đã tụ tập ở đây cạnh tranh khốc liệt. Hôm qua tiểu thư đã không mở hồ sơ dự thầu ra mà quá chén rồi bị đưa đi. Chẳng trách hôm qua cô hét to vậy. Thẩm Nhạn Thu, cô lại dám đến đây. Hôm qua chỉ sau một ly cô đã say khướt. Nếu tôi không đưa cô đi, cô đã bị mất mặt. Nên hôm nay cô đã đến đây để cảm ơn tôi sao? Vương Thiên Sinh, tối qua đã xảy ra chuyện gì tôi và anh đều biết rõ, nhưng hôm nay tôi đến không vì việc tính sổ với anh mà vì đơn hàng của người giàu nhất. Vậy sao? Thẩm Nhạn Thu, cô dựa vào đâu chứ? Về thế lực chúng ta ngang ngửa nhau, về tử lượng vài ly là cô đổ. Có điều nếu cô thật sự muốn thì vẫn có cơ hội. Thay vì để cô làm con chó bên đường, một lần nữa hãy để nhà họ Vương chúng tôi lấy dự án này. Chỉ cần cô phục vụ tôi chu đáo, tôi sẽ chia cho cô một nửa, thấy sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa tay chân sạch sẽ chút. Là mày, tao đi khắp nơi tìm mày, không ngờ tên rác rưởi này đã tự chui vào lưới. Mày nghĩ đến việc chết như nào chưa? Tôi đã thấy anh rất quen, anh mới đáng chết. Tối hôm qua, anh đã chụp tiểu thư, còn định làm loạn. Người đâu? Đánh gãy chân tên rác rưởi này đi, ném ra ngoài. Tôi muốn anh ta làm ăn xin bên lề đường cả cuộc đời. Vương Thiên Sinh, làm loạn đủ chưa? Anh sỉ nhục tôi trước, giờ còn đe dọa người của tôi trước mọi người. Anh thật sự coi nhà họ Thẩm là bùn đất à? Thẩm tiểu thư, tôi tốt bụng hợp tác với cô mà cô lại mang theo tên rác rưởi tham gia buổi đấu thầu. Cô có tư cách gì mà hỏi tội tôi?
thể các vị không biết, vị này là thân tín của Thẩm đại tiểu thư, có danh tính thật sự là một tên ăn xin bên lề đường, một tên nằm dưới đáy xã hội. Buổi đấu thầu hôm nay của chúng ta hội tụ nhiều người giàu có, một tên rác rưởi như này lại xuất hiện ở đây, đây là sự sỉ nhục đối với mọi người. Vì thế tôi đề nghị đuổi tên rác rưởi này ra ngoài, chuẩn mẹ luôn, nơi hội tụ những người xuất chúng sao có thể có hắn. Người nào xuất hiện ở nơi đó, Thẩm tiểu thư mang theo một kẻ ăn xin đến đây, chẳng lẽ đang coi thường mọi người sao? Mày còn đứng đây làm gì, bày ra vẻ vô dụng với tiểu nhân của mình à? Bất cứ ai trong số những người ở đây đều có thể đè chết mày nếu mày đi khỏi đây ngay, rồi rửa sạch cổ đợi tao. Mày có thể sống thêm vài giờ, đây là sự nhân từ cuối cùng tao dành cho mày. Châu Trác là người do Thẩm Nhạn Thu tôi mời đến, tôi không quan tâm anh ấy có thân phận gì. Từ giờ Châu Trác là trợ lý của CEO ở tập đoàn nổi tiếng, làm khó anh ta là đang đối đầu với nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm thật kiêu ngạo, Thẩm đại tiểu thư rất tự tin. Hôm qua cô không lấy được hạng mục này, hôm nay dẫn một tên ăn xin đến thì có thể lấy sao? Có thể chứ, hôm nay tôi dám đến đây thì sẽ dám chắc về dự án này. Được, vậy để tôi xem bản lĩnh của Thẩm đại tiểu thư. Các vị đều biết Long Quốc giàu số một thích uống rượu, tiệc rượu này được tổ chức vì lý do này, để lựa chọn đối tác. Vì vậy tôi sẽ đại diện cho những người quyền quý ở Giang Hải đặt cược với Thẩm Nhạn Thu, nếu hôm nay chúng tôi đổ gục, đơn hàng hàng trăm triệu này sẽ thuộc về nhà họ Thẩm các người. Nếu hôm nay cô sẽ khước rời khỏi đây thì từ nay nhà họ Thẩm sẽ rời khỏi kinh đô. Rót rượu thôi đã đánh gục Thẩm tiểu thư, còn phải cược sao? Không có tử lượng cũng muốn có được đơn hàng, đúng là tự tin có thừa. Theo tình hình hôm nay, cô dám đồng ý không? Thẩm tiểu thư, tôi cũng không muốn chĩa mũi nhọn, nhưng hôm nay cô lại mang theo tên ăn xin này đến sỉ nhục chúng tôi, vậy đừng trách tôi. Nhà họ Sở chúng tôi đồng ý việc đặt cược này, nếu đã như vậy nhà họ Giang cũng đồng ý, nhà họ Liễu, Thẩm Nhạn Thu vì một tên ăn xin mà đoạn tuyệt với những người quyền quý ở Giang Hải, không phải cô muốn thì sao? Chúng tôi đều đã tỏ thái độ, cô thì sao? Tôi đồng ý cuộc đặt cược này. Đại tiểu thư, khá lắm. Thẩm đại tiểu thư, các vị, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly, kính Thẩm tiểu thư, kính Thẩm tiểu thư. Tôi và mọi người đã uống hết ly đầu tiên. Thẩm Nhạn Thu, cô thì sao, còn đứng đấy làm gì? Uống đi, chuẩn luôn, nếu đã đồng ý thì phải uống rượu. Thẩm tiểu thư, tôi và mọi người đã nâng ly uống rượu, cô vẫn làm thinh, cô muốn nuốt lời hay đoạn tuyệt với chúng tôi? Uống ngay đi, uống. Bắt nạt một cô gái sao được coi là quyền lực, có bản lĩnh thì uống với tôi. Châu Trác, tôi bảo anh đến để kết thân với quyền quý, không phải uống rượu gây sự, đây là loại rượu cao cấp, anh uống được không? Rượu là tôi uống được, hôm nay tôi sẽ nâng ly đánh cược là vì mặt mũi nhà họ Thẩm. Tên ăn xin như mày có tư cách gì mà nâng ly uống rượu? Đúng đó, ăn xin là ăn xin, phải biết vị trí của mình. Anh nghĩ mình đã lộ diện cho Thẩm tiểu thư thì có thể đứng bên cạnh chúng tôi và đạt được danh tiếng sao? Nhầm to rồi. Người đâu, ném thứ rác rưởi này ra ngoài. Các người nói xem anh ta có tư cách gì. Tôi nói cho các người biết, nhà họ Thẩm đã chống lưng cho Châu Trác, là tập đoàn có tiếng, là Thẩm Nhạn Thu tôi. Đây là tư cách của anh ta, đủ chưa? Chưa đủ. Ngay cả người giàu số 1 cũng không thể khiến chúng tôi uống rượu với một kẻ ăn xin nhà họ Thẩm. Vẫn chưa đủ trình. Vương Thiên Sinh, anh đủ không? Đủ không? Châu Trác, anh không uống được. Yên tâm, mọi thứ đã có tôi. Đủ không? Anh uống một ly, Châu Trác tôi uống 4 ly. Nếu hôm nay tôi say, tôi sẽ chạy quanh hội trường này 3 vòng, cúi đầu từ bỏ dự án. Như vậy đủ chưa? Tên ăn xin, nếu mày đã muốn chết, tao sẽ tiễn mày một đoạn. Hôm nay Vương Thiên Sinh tôi đại diện cho các vị ở đây để nhận thách thức. Tên ăn xin, uống đi. Không được. Tên ăn xin, tao cứ nghĩ mày muốn giấu tài năng chứ, không ngờ mày chỉ là một kẻ hèn nhát. Bây giờ nhận thua,
rồi ngoan ngoãn quỳ xuống bò ba vòng. Chờ chắc, anh làm gì đấy? Đại tiểu thư chúng tôi tin anh như vậy, anh lại muốn nhận thua. Tôi lắc đầu, không phải vì tôi sợ, mà uống từng ly như này rất phiền. Như này mới đã. Một chai rượu trắng cao cấp mà mặt không biến sắc. Tử lượng như vậy, chẳng trách lại nằm dưới trướng của Thẩm tiểu thư. Quái vật từ đâu đến đây? Vương thiếu gia, một chai chọi 4 ly, nhiều đấy, coi như tôi tặng anh. Tên ăn xin, uống khá lắm sao? Tao uống 1 ly, mày uống 1 chai, đây chỉ là ly đầu tiên. Hôm nay tao mà không đẻ chết tên ăn xin như mày, tao thật vô dụng khi làm người quyền quý. Dù anh có tử lượng như vậy, nhưng thân phận thấp kém, có vương thiếu gia đàn áp, anh chống lại kiểu gì? Để tôi xem anh uống được từng nào trong hôm nay. Ly này tôi uống cùng vương thiếu gia. Tiếp tục. Vương thiếu gia, tiếp tục thôi. Tên ăn xin, vương thiếu gia, mày không thắng nổi đâu. Vương thiếu gia, đừng cứng đầu nữa. Các vị, chúng tôi thắng ván cược này rồi, đơn hàng hàng trăm triệu, thuộc về nhà họ Thẩm. Đợi đã, Thẩm Nhạn Thu, cô nghĩ mình cô có trợ thủ à? Nhà họ Vương cũng có. Hôm nay tôi sẽ cho các người xem thế nào mới là chiến thần bất bại trong tiệc rượu. Các nhĩ đồ, đây là bức tranh với họa tiết là phu thê viên mãn, chạm khắc tinh xảo trên bề mặt, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Mỗi nét đục tỉ mỉ thể hiện tình cảm sâu sắc, kết hợp với sự sang trọng của gỗ tạo nên không gian ấm áp, truyền đạt thông điệp về hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống.
Không những tôi muốn đấu xem tôi với anh ai uống nhiều hơn, mà tôi còn muốn đấu với anh xem ai biết uống rượu hơn. Hôm nay tôi đến thăm bác trai, đặc biệt mang đến vài chai rượu ngon tôi cất lâu nay, tôi sẽ pha chế ngẫu nhiên. Anh chỉ cần đoán ra loại rượu ở trong ly đó là được. Thắng 2 trong 3 ván, chỉ cần anh thắng thì dự án trên 100 triệu tệ của tỷ phú nhà họ Vương tôi sẽ không cản anh. Tôi còn hai tay dâng lên một hợp đồng 1 tỷ tệ cho anh, nhưng nếu anh thua thì phải tự chặt hai tay. Thế nào? Không được, tôi không đồng ý. Vương Quảng Trí, mấy loại rượu mà anh thu thập, chai nào cũng là rượu ngon, người khác rất ít khi được đến, tôi còn chưa thấy bao giờ. Thì sao Châu Trác nhận ra được chứ? Thế đành trách bản thân anh ta không có bản lĩnh, tôi cũng ra đề rồi. Dù các người có chấp nhận khiêu chiến không, thì nhà họ Vương tôi cũng sẽ dốc hết sức lực để lấy dự án trên 100 triệu tệ của tỷ phú. Cũng chỉ là một dự án trên 100 triệu còn con, đâu đến mức phải làm vậy, bác trai. Chỉ cần có thể hợp tác với tỷ phú thì đừng nói là trên 100 triệu, dù là mấy nghìn tệ, thì nhà họ Vương cháu cũng sẽ cố gắng có được. Huống hồ, ở đất Giang Hải này, muốn lên tầm cao mới, ai mà không để ý sắc mặt của tỷ phú chứ? Vô dĩ, nhà họ Vương cháu có thể cùng chia sẻ cơ hội một bước lên trời này với nhà họ Thẩm. Như là các người ép tôi, nên cũng đừng trách tôi ra hạ sách này. Thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, ván đấu này, có đấu hay không? Còn phải đấu à? Dự án này là chúng tôi tự nguyện cho nhà họ Vương, tuy dự án này có thể tạo quan hệ với tỷ phú, nhưng nói trắng ra, nó cũng chỉ là một dự án ít tiền thôi, hai nhà chúng ta đâu cần phải tranh giành. Một sống một còn thế này, không đấu, nhưng tôi không bao giờ. Nhưng dự án này, Nhạn Thu, mày còn định bố láo với bố mày mấy lần? Con làm vậy, có còn là con gái của nhà họ Thẩm không? Vì con là người của nhà họ Thẩm, nên con mới phải giữ lấy dự án này, giữ lấy tương lai của nhà họ Thẩm. Nhạn Thu nói đúng đấy, dự án này, chúng ta không thể nhường, vậy nên tôi sẽ đấu rượu. Châu Trác, anh nói lung tung gì thế? Châu Trác, anh đang nói gì không? Anh cũng chẳng muốn bảo vệ nhà họ Thẩm, nhưng em từng giúp anh, nên anh sẽ giúp em xin nhận ý tốt của anh. Em cũng biết là anh giỏi uống rượu, nhưng ván đấu này không đơn giản đâu. Thân phận anh như vậy, chắc chắn chưa bao giờ tiếp xúc với mấy loại rượu, rồi làm sao có thể phân biệt được chứ? Em yên tâm, nói về uống rượu, Châu Trác này chưa bao giờ thua đâu. Quá tự tin chính là ngông cuồng, anh làm vậy chỉ hại đại tiểu thư nhà tôi thôi. Thế cứ để thằng ăn hại kia đấu đi, để cậu ta biết sự khác biệt giữa hạng tép riêu thấp kém như cậu ta với chúng ta. Cậu ta chỉ muốn chứng minh bản thân, nhưng tiếc là lại chưa nhìn rõ thực lực của cậu ta thôi. Cậu muốn đấu cũng được thôi, nhưng cậu mà thua thì cậu phải cút khỏi nhà họ Thẩm, không bao giờ được xuất hiện. Châu Trác, em tin tử lượng của anh, nhưng lần này em không ủng hộ anh mạo hiểm đâu. Vương Quảng Trí, tôi không chấp nhận lời khiêu chiến của anh, cô không có quyền quyết định. Hôm nay Vương Quảng Trí này mang một món quà lớn đến nhà họ Thẩm cô, mà các người lại 3 lần 7 lượt sỉ nhục tôi. Các người coi tôi là con mèo hoang ven đường nên thích chà đạp thế nào cũng được à? Ván cược đã được định, không ai cản lại được, trừ khi bây giờ anh tự chặt hai tay. Không phải lắm lời nữa đâu, tôi đã đồng ý đấu thì tôi không hối hận đâu. Vương thiếu gia, tôi đang đợi uống rượu ngon của anh đây. Làm bộ làm tịch, vậy thì tôi tiễn anh một đoạn đường. Anh Châu, rượu tôi rót ra rồi, mời anh. Cháu trai, số rượu quý cháu mang đến tặng bác đều là rượu trắng truyền thống, và thời gian ủ rượu đều trên 50 năm. Hương vị rượu vốn đã vô cùng phức tạp, giờ lại trộn vào lẫn nhau, muốn phân biệt được có mà khó gấp cả chục lần ấy. Đáng tiếc thật, mấy chai rượu ngon này lại để cho cái thứ hèn hạ này uống. Châu Trác, anh có phân biệt được không? Rót nhiều loại rượu trắng lại với nhau thế này, dù là chuyên gia đánh giá rượu đến đây cũng chưa chắc đã nhận ra được những loại rượu trong đó. Anh cũng biết là khó, thế tại sao còn đòi đấu? Anh làm vậy để hại người hả? Em biết anh có lòng, nhưng anh không cần phải cuốn mình vào trong chuyện này. Thứ thấp hèn mãi là thứ thấp hèn, bản thân mới giỏi được một thứ mà đã tưởng mình vinh váo đi khắp thiên hạ, nào ngờ tính toán của anh chỉ là trò hề thôi. Tôi bảo là chuyên gia đánh giá rượu không phân biệt được, chứ tôi có bảo tôi không phân biệt được đâu. Trong đây trộn lẫn 3 loại rượu phải không? Muốn lừa tôi à? Anh còn chưa uống đã bảo trong đây có 3 loại diễn kịch, cũng phải diễn thật một tí. Rượu Mao Đài, rượu riêu Tử Tuyệt Khúc và rượu gin. Rượu ngon thế này uống thế này đúng là phí. Vương thiếu gia, không biết tôi nói có chuẩn không? Tốt,
coi như anh may mắn thắng được một ván, anh đúng là thần rượu mà. Thế mà cũng phân biệt được, đừng gọi tôi là thần rượu. Tôi chỉ thích uống rượu thôi, đừng vội khoe như thế. Đừng quên, tôi còn chưa thua đâu, thắng 2 trong 3 ván. Uống ly này đi. Rượu gin, rượu Dương Hà Đại Khúc, rượu Đỗ Khang, rượu Tùng Vi Lộ. Vương thiếu gia, có đúng không? Anh gian lận. Chắc chắn là anh gian lận. Số rượu này anh còn chưa uống, sao có thể đoán ra được? Ai bảo anh là tôi chưa uống? Anh đừng quên, nhà họ cho tôi từng là doanh nghiệp kinh doanh rượu lớn nhất ở Giang Hải. Số rượu nổi tiếng tôi từng uống còn nhiều hơn cả cơm anh ăn đấy. Thằng chó, mày chơi tao. Vương thiếu gia, thắng 2 trong 3 ván, anh thua rồi. Không lẽ anh định lật lọng? Lật lọng thì làm sao? Tôi muốn đấu với mấy người thêm một lần nữa. Vương Quảng Trí, nhà họ Vương mấy người toàn lũ mà dày vậy à? Chờ chắc, hạng thấp hèn như anh mà dám chơi đùa với tôi, tôi chưa truy cứu trách nhiệm của anh, đã là đang ban ơn cho anh rồi đấy. Ly rượu cuối cùng, nếu anh có thể đoán ra được thì bây giờ tôi đi khỏi đây luôn, được. Mong rằng lần này Vương thiếu gia nói được làm được, tôi chắc chắn sẽ nói được làm được. Chỉ là anh có đoán được ra không đây? Tôi có thể nói trước với anh, trong ly rượu cuối cùng trộn 9 loại rượu, nên anh có thể đoán ra được thì Vương Quảng Trí tôi nguyện bái anh làm thần rượu. Trộn lẫn 9 loại rượu, dù là thần rượu tại thế cũng chưa chắc đã đoán ra được hết. Thứ thấp hèn mãi là thứ thấp hèn. Tự tưởng rằng mình hơi giỏi tí là có thể khiêu chiến quyền quý, nhưng ở trước mặt quyền lực tuyệt đối, tài năng của cậu chỉ là trò hề. Làm bộ làm tịch, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Bây giờ tôi đếm ngược từ 3, 2, 1. Không đoán ra được à? Người đâu? Chặt 2 tay của anh ta rồi vứt ra ngoài. Ai dám động vào người của tôi? Người của cô à? Tôi dám đánh đấy. Ra tay đi, rượu Vương Tuyền Chỉ. Đoán đúng rồi, anh cũng mới đoán được 1 loại thôi. Đừng có quên, bên trong này có 9 loại rượu, anh còn chưa đoán được 8 loại. Rượu gin, Dương Hà Đại Khúc, rượu Đỗ Khang, rượu Tùng Linh, Tường Vi Lộ, Trúc Diệp Thanh, Xuân Phong Lộ. Vương thiếu gia, có đúng không? Không thể nào. Vương thiếu gia, Châu Trác đã thắng liên tiếp 3 ván, anh phải giữ lời hứa, rút khỏi cạnh tranh đi. Vương thiếu gia, từ giờ trở đi, dự án trên 100 triệu của tỷ phú chính là của nhà họ Thẩm tôi, nhà họ Vương anh không được nhúng tay vào nữa. Khoan đã, trong ly rượu này trộn lẫn 9 loại rượu quý, dù ban nãy Châu Trác nói đúng 8 loại, coi như là đúng, nhưng vẫn còn 1 loại. À đúng, vẫn còn 1 loại, anh mới nói 8 loại thôi mà, còn loại cuối cùng anh đã nói đâu? Anh thua rồi. Vương thiếu gia, Châu Trác cũng đã đoán chính xác 8 loại rượu, thì ván này coi như hòa nhau được không? Còn lâu nhé. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay thằng họ Châu kia phải chặt 2 tay. Vương thiếu gia, anh chắc chắn muốn nói ra loại rượu cuối cùng sao? Cũng chỉ là 1 thằng hề. Nếu giờ cậu nhận thua thì tôi còn đánh giá cao cậu, nhưng cậu lại không biết điều. Cậu làm vậy không chỉ chặt đứt 2 tay của cậu, mà mạng của cậu cũng không còn đâu. Lôi thằng chó không biết điều này ra ngoài cho chó ăn. Khoan đã, vốn dĩ tôi còn định giữ tí thể diện cho Vương thiếu gia, nhưng mọi người đều muốn biết thì tôi nói ra vậy. Loại rượu cuối cùng là rượu giả. Không thể nào, Vương thiếu gia là người của thế gia, danh tiếng lẫy lừng Giang Hải, thân phận cao quý như vậy, sao phải dùng rượu giả? Không đoán ra được liền ác ý đổ oan. Thằng chết tiệt, cậu to gan thật đấy. Châu Trác, anh cũng cố hết sức rồi. Dù anh không đoán ra thì em cũng không trách anh đâu, nhưng anh nói như vậy làm em lại thất vọng về anh đấy. Em khoan hãy vội, anh nói đây là rượu giả thì chắc chắn nó là giả. Chai rượu này chắc là loại rượu cuối cùng mà Vương thiếu gia trộn lẫn vào ly, đúng không? Muốn lừa tôi sao? Thằng họ Châu kia, anh còn non lắm. Tên gốc của loại rượu này là Thiên Tiên Túy. Thiên Tiên Túy, 1 trong 10 loại rượu ngon nhất của Long Quốc. Đây, đúng vậy. Nhưng rất ít người biết, loại rượu này chính là loại rượu của nhà họ Châu tôi uống 10 năm trước. Nhà họ Châu tôi đột nhiên bị phá hoại, loại rượu quý Thiên Tiên Túy này cũng vì đó mà biến mất. Và chai rượu này chính là hàng nhái kém chất lượng, được tạo ra từ công thức thiên tiên từ nhà họ Vương ăn trộm từ nhà họ Châu đây. Còn không phải rượu giả à? Vương thiếu gia, hừ, tôi không biết anh đang nói gì. Vương Quảng Trí,
nhà họ Vương anh công thức bí truyền thiên tiên túy của nhà tôi. Hại nhà tôi tăng cửa nát nhà, hại anh em tôi phải chia cắt. Mối thù sâu đậm này anh định trả thế nào đây? Một thằng xúc vật mà cũng dám đụng chạm Vương thiếu gia sao? Tôi vừa muốn đụng chạm anh ta, tôi còn muốn giết anh ta. Châu Trác, anh muốn chết thì tôi chiều anh luôn. Châu Trác, đừng kích động, để em lo. Vương thiếu gia, trận đấu này Châu Trác thắng cả 3/3 ván. Theo giao kèo, nhà họ Vương phải lập tức rút khỏi cạnh tranh và đưa cho anh ấy hợp đồng 1 tỷ tệ. Anh đang lật lọng sao? Thẩm Nhạn Thu, cô đừng tưởng cô cậy thằng chó này ăn may thắng được vài ván là vinh váo như vậy. Cô đừng quên, nhà họ Vương tôi không phải để các người đè đầu cưỡi cổ đâu. Anh biết tại sao? Tôi có thể đoán ra ngay, thiên tiên túy của anh là rượu giả không? Hừ, vì lúc đầu các người chỉ ăn trộm đi công thức thôi chứ không hề có phương pháp ủ rượu. Mày muốn biết không? Còn lâu bố mày mới nói. Thằng chó, mày điên rồi. Vương thiếu gia, anh định đánh người nhà họ Thẩm ở địa bàn nhà họ Thẩm luôn sao? Nhà họ Thẩm các người được lắm. Nhà họ Thẩm các người, nhớ cho kỹ hộ tôi. Vương thiếu gia, cậu hiểu nhầm rồi cháu trai ơi. Thẩm Nhạn Thu, con lại vì một thằng khốn chọc điên nhà họ Vương. Con ngu quá con ơi. Tao còn đang định lợi dụng hợp đồng của tỷ phú để hợp tác với nhà họ Vương lên làm trùm giang hải, vậy mà lại bị thằng chó này phá đám. Thẩm Nhạn Thu, trong mắt mày đã không có thằng bố này, không có gia chủ nhà họ Thẩm này, thì cái đống bừa bãi này chúng mày tự dọn đi nhé. Thẩm Nhạn Thu, tôi xin lỗi, đều tại tôi nhất thời bốc đồng làm cô phải đắc tội nhà họ Vương, còn phải trở mặt người nhà, không liên quan đến anh. Nhà họ Vương vốn đã ngông cuồng như vậy, ai cũng phải ghét. Còn về người nhà của tôi, họ một lòng muốn hợp tác với nhà họ Vương, nhưng chẳng khác nào bảo hổ lột da. Thay vì quan tâm họ, thì anh quan tâm bản thân anh đi. Không sao, tôi bị thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến công việc. Sau này anh là mặt mũi của tập đoàn Phong Hào, còn phải thay tôi tham gia nhiều bữa tiệc, không thể để anh nhếch nhác như vậy. Tiểu Lưu, vâng đại tiểu thư. Đưa Châu Trác đến bệnh viện điều trị, tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn. Vâng. Thiên tiên túy hả? Sao cơ? Thiên tiên túy chúng ta tốn cả 10 năm để nghiên cứu ra, lại là giả sao? Châu Trác đích thân nói đấy, chắc không sai đâu. 10 năm rồi. Năm đó tiêu diệt nhà họ Châu còn không lấy được phương pháp ủ rượu, vậy mà nó lại ở trên người một thằng ăn mày bố. Ngày kia chính là buổi họp báo về thiên tiên túy của nhà họ Vương, bây giờ lại mọc ra thằng Châu Trác, sợ là sẽ bất lợi với chúng ta. Hai con đường, một là xử thằng Châu Trác, không thì phải cướp phương pháp ủ rượu. Bố, bố giao chuyện này cho con đi, con chắc chắn xử được thằng đó. Bố cho con thêm một cơ hội cuối cùng. Châu Trác, sếp Thẩm, vốn dĩ tôi định cho anh nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng tỷ phú Long Quốc đã cho giám đốc đến Giang Hải để đàm phán hợp tác với chúng. Giám đốc kia là người Nam Giang, nhiều quy tắc uống rượu, chỉ cần anh có thể tiếp được. Sếp Thẩm, cô cứ yên tâm, tôi khỏe rồi. Mấy người Nam Giang, cứ để tôi lo. Đúng rồi, thuộc hạ của tôi đã điều tra ra hình như em gái anh đến kinh thành. Thật sao? Đại tiểu thư của chúng tôi là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Sao lại đi lừa anh? Nếu chúng ta có thể đi đến hợp tác với tỷ phú, thì có khi có thể mượn thế lực của ông ấy đến kinh thành điều tra kỹ hơn. Sếp Thẩm, cô cứ tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ cô giao. Đi thôi. Người Nam Giang khó nhằn lắm. Lần này anh ra mặt, tôi ở phía sau, từ giờ trở đi anh chính là người phụ trách của dự án 100 triệu tệ của tỷ phú. Tôi là người phụ trách sau. Đừng lo, chỉ là cái danh thôi. Còn tôi sẽ ở bên hỗ trợ anh trên danh nghĩa thư ký. Sếp Châu, mời anh. Sếp Châu cơ à? Một thằng ăn mày chết tiệt mà cũng được làm sếp rồi à? Sếp Châu, làm sếp mà quên cả mấy bạn học cũ chúng tôi rồi đấy hả? Tuần trước tôi còn nhìn thấy anh ta đang nhặt rác như một con chó ở ven đường, vậy mà giờ lại trông chẳng ra hình người, trà trộn vào thiên tinh lâu này. Châu Trác, cậu to gan thật đấy. Sao thế? Vào thiên tinh lâu là phạm pháp hay gì mà anh đấy, cái thứ ếch ngồi đáy giếng, làm tôi buồn cười quá đấy. Người đẹp, cô là ai thế? Tôi là thư ký của sếp Châu. Chắc cô là diễn viên thằng Châu Trác thuê phải không? Người đẹp, tôi không quan tâm cô với cậu ta là gì của nhau. Tôi thấy cô xinh đẹp nên tôi khuyên cô mau rời khỏi đây đi. Kệ cậu ta đi thôi. Châu Trác, 10 năm trước mày là đại thiếu gia nhà họ Châu,
bao nhiêu vệ tinh vây quanh, tao là một thằng vô danh tiểu tốt. Còn bây giờ, mày đi ăn mày ở đầu đường xó chợ, người người dẫm đạp. Còn tao có thể tùy ý ra vào những chỗ dành cho giới thượng lưu như thế này. Mày có tư cách gì mà đòi khinh tao chứ? Giờ tao chỉ cần nói một câu là có thể khiến thằng chó trà trộn vào thiên tinh lâu mày biến mất luôn đấy. Châu Chí Kiệt, tôi còn đang bận, cậu mà nhớ thằng bạn cũ này thì để lúc khác gặp nhau sau. Muốn đi cũng được, tao cho mày hai lựa chọn. Một là quỳ xuống liếm sạch đế giày của tao. Hai là hôm nay tao phải tiếp khách quý ở thiên tinh lâu này, nên mày để lại cô em xinh đẹp này ở đây cho tao chơi. Người đẹp, tuy cô xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng người có thể đến thiên tinh lâu này ai ai cũng đều là giới thượng lưu ở Giang Hải. Còn cô cùng một thằng ăn mày trà trộn vào đây, một khi bị phát hiện ra thì cô không thoát nổi tội đâu. Nhưng chỉ cần cô chịu đi theo tôi, hầu hạ mấy nhân vật có tên tuổi kia cho tôi là có thể gà hóa phượng hoàng. Tiền bạc, từ nay cô không còn phải suy nghĩ nữa. Mày chửi tao thì được, chứ mày mà dám động vào cô ấy thì mày chết với bố mày. Châu Trác, thằng chó điên nhà mày tự ý xông vào thiên tinh lâu đã là tội chết rồi. Tao tốt bụng cho mày một cơ hội sống mà mày lại không biết trân trọng. Con gái như không cần mạng sống à? Mày càng phản kháng thì tao càng muốn dẫm nát mày dưới chân. Đêm nay tao phải cho mày quỳ ở bên cạnh giường tao, xem tao chơi nát con đàn bà của mày thế nào. Mày dám đánh tao á? Tao đánh mày đấy, thằng chó bố láo hả? Đừng nói ở đây mày có chống. Mày có gọi cả Ngọc Hoàng xuống đây thì tao vẫn đánh chết mẹ mày thôi. Thằng nào đánh chó của tao mà vẫn dám ngông như thế? Châu Trác, mày đừng cố tỏ vẻ nữa, hôm nay mày chết chắc. Bây giờ nhân vật lớn kia đích thân đến đây, kiểu đéo gì mày cũng thịt nát xương tan thôi. Còn con đàn bà của mày, tao sẽ chơi nó thay mày. Lâm thiếu gia, sao lại là họ? Lâm thiếu gia, cuối cùng anh cũng đến. Hai người này tự ý vào thiên tinh lâu, tôi có ý tốt ngăn lại mà lại bị tật. Lâm thiếu gia, anh phải ra mặt thay tôi đấy. Tôi xử cậu trước. Lâm thiếu gia, sao anh lại đánh tôi? Vì cậu không coi ai ra gì, gan to bằng trời. Tôi nuôi con chó như cậu là để tôi sai cậu làm việc, chứ không phải đi gây thêm chuyện cho tôi. Người đâu, tống cổ thằng chó này ra ngoài. Lâm thiếu gia, tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm nên mới để chuyện này xảy ra. Vừa hay tôi có cổ phần ở thiên tinh lâu, tôi sẽ sắp xếp một bàn tiệc để xin lỗi cô ngay. Không cần đâu, chúng tôi đang có việc gấp. Vâng ạ, tôi hiểu ạ. Muốn trả thù không? Dù sao anh cũng từng là đại thiếu gia nhà họ Châu, sao lại căng thẳng thế? 10 năm rồi, tôi sống quen là một người bình thường rồi, tự nhiên cô lại biến tôi thành nhân vật lớn, nên tôi chưa kịp quen. Vậy thì, mang khí thế giống như ban nãy anh đứng trước tôi ra đi. Sếp Thập, cô cười rồi kìa. Sếp Châu, mời anh. Khoan hãy giới thiệu bản thân. Hai người đến muộn 3 phút. 1 phút 1 giây ly rượu, uống đủ rượu, rồi chúng ta nói chuyện. Ông ta đang giao ai sao? Kệ cha ông ta, tôi chịu hết. Sếp Đinh, tôi là Châu Trác, phó tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hào Giang Hải, cũng là người phụ trách dự án. Bây giờ chúng ta đàm phán được chưa? Thú vị đấy, không ngờ ở Giang Hải này lại có người sửa lời như sếp Châu. Cậu uống được, vậy chúng ta đàm phán đi. Mời cậu. Sếp Châu, biết chọn chỗ ngồi đấy. Có câu ngồi vững chiều dương, uy trấn tứ phương, sếp Châu đã chọn vị trí này thì dĩ nhiên phải uống ly rượu này. Uống mấy ly? 4 ly. Sếp Châu, mời. Cô gái này, nếu cô đi cùng sếp Châu thì cũng nên có phúc cùng hưởng chứ. Tôi uống. Cô ấy là thư ký của tôi. Rượu này tôi uống giúp.
lượng tốt quá. Xếp châu anh hùng cứu mỹ nhân, khiến mọi người bái phục. Anh hùng cứu mỹ nhân là phải làm cho thật hoàn hảo. Cho nên, lần này, anh phải uống 10 ly, chờ đã. Xếp Đinh, quy tắc này ở đâu ra vậy? Làm cái gì cũng phải uống rượu à? Hôm nay chúng tôi đến là để đàm phán, không phải để cho các người chơi đùa. Nếu không uống rượu thì các người lấy cái gì để đàm phán với tập đoàn Sơn Hải? Tập đoàn Sơn Hải là số 1 Long Quốc, lại còn là tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới. Cho dù có giúp đỡ một con chó thì nó cũng sẽ một bước lên trời. Bất kể là chủ tịch hội đồng quản trị hay là tỷ phú Long Quốc hay là tôi thì cũng không quan tâm hợp tác với ai. Tôi chỉ quan tâm hôm nay có uống rượu được tận hứng không. Nhưng mà chỉ là 10 ly rượu thôi, châu chắc tôi uống với sếp Đinh đến cùng. Không sao chứ, 10 ly thôi mà, như uống nước lã. Cứ thế này thì không ổn, cho dù anh ngàn ly không say cũng không thể uống mãi thế được. Sếp Châu đúng là thần cột, Đinh Hải tôi bội phục. Mời ngồi. Sếp Đinh, khi nãy đã dạy tôi quy tắc ở Giang Nam, bây giờ tôi xin phép được chia sẻ quy tắc của Giang Hải chúng tôi. Được, vậy thì tôi sẽ thử quy tắc của Giang Hải. Sếp Đinh, Giang Hải chúng tôi là nơi nhỏ bé, không to như Giang Nam, cũng không lâu đời như Kinh Thành. Quy tắc của chúng tôi rất đơn giản. Đứng, thắng, nằm, thua, tốt. Trước, sếp Châu, anh biết anh đang nói cái gì không? Chưa nói đến sếp Đinh ngàn ly không say, chỉ riêng hai trợ lý chúng tôi cũng có tử lượng không tệ rồi. Anh lấy 1-3 là rơi vào thế yếu rồi đấy. Bây giờ, anh còn muốn chúng tôi đấu lần lượt với anh? Tôi đi theo sếp Đinh hơn 10 năm, chưa thấy ai ngông cuồng như cậu. Thanh niên, ngông cuồng cũng phải có giới hạn. Tôi ngông là vì tôi có thể đứng tới cuối cùng. Được, nếu hôm nay cậu thắng 3 chúng tôi sẽ quay về, tăng thêm 1 tỷ vào số tiền của dự án. Nhưng nếu cậu thua thì sao? Tập đoàn chúng tôi sẽ rút lui khỏi dự án. Sếp Châu, núi cao còn có núi cao hơn, ngông cuồng ở Giang Hải, cậu có tư cách. Nhưng đứng trước mặt tôi, cậu chỉ là một con kiến. Trông cậu cực kỳ nực cười. Thất bại của cậu hôm nay sẽ coi như là một bài học cho cậu. Cậu uống với sếp Châu đi. Sếp Châu, mời. Anh hơi chậm rồi đó. Anh cũng xông lên luôn đi. Ly này cho anh. Tôi thừa nhận cậu giỏi. Nếu uống từ từ, hai anh em tôi không phải đối thủ của cậu. Nhưng nếu cậu vội đi đầu thai như vậy, đừng nói nhảm nữa, có uống không? Ngông cuồng. Người này là quái vật à? Còn nhìn gì nữa, uống đi, của anh đâu? Tôi uống hết rồi, cậu chờ đó. Sếp Đinh, thùng này là của ông nhé. Sếp Châu, cậu thật sự định đấu với 3 người chúng tôi à? Không sai, uống từng người 1 thì phiền quá, chi bằng uống 1 lượt. 3 người, mỗi người 1 xô. Tôi, 1 mình 3 xô. Đinh Hải tôi hôm nay bội phục, làm theo hẹn ước, tôi sẽ quay về,
tăng thêm 1 tỷ vào dự án này. Nhưng tôi cũng xin nói trước, Đinh Hải tôi chỉ là một lâu la dò đường. 3 ngày sau, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải, tỷ phú Long Quốc sẽ mang dự án chục tỷ đến Giang Hải. Khi ấy, chỉ cần các cậu Ú giỏi hơn cố vấn kia, có lẽ sẽ lấy được đơn hàng đó. Coi như là được bay lên đỉnh cao. Bay lên đỉnh cao. Sếp Châu, hôm nay, xét từ tử lượng đến khí lượng, cậu đều khiến tôi bội phục cực kỳ. Danh thiếp của tôi, mong rằng chúng ta sẽ còn giao lưu nữa. Được. Châu Trác, sau này, anh đừng dự tiệc nữa. Sếp Thập, tôi đã làm gì sai à? Không phải. Anh làm rất tốt. Nhưng tôi mong anh sẽ làm tốt hơn. 3 ngày sau, tỷ phú đích thân tới đây. Đối với nhà họ Thập, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Tôi cần anh chuẩn bị tinh thần cho 3 ngày nữa. Sếp yên tâm, dù đối phương là thần thánh gì, tôi vẫn sẽ thắng thôi. 3 ngày này, anh không được nhậu, phải nghỉ ngơi. Trong tấm thẻ này có 10 triệu, coi như là phần thưởng. Tôi nói rồi, làm việc với tôi, có công sẽ được thưởng, chờ lấy được đơn hàng chục tỷ kia. Tôi cũng có thể là của anh luôn. Sếp Thầm đừng đùa nữa. Chưa chắc đã là đùa đâu. Tối nay vẫn còn buổi tiệc với ông lớn thế giới ngầm Giang Hải, Giang Sơn Hà. Tôi và thư ký Lưu sẽ đi với nhau, anh cứ nghỉ nghỉ ngơi đi. Bạn cũ, đã lâu không gặp. Tống Uyển Đình, không ngờ sau nhiều năm không gặp, anh bây giờ đã có thể thoải mái đến những nơi cao cấp như thế này. Tôi đi cùng sếp tôi mà, sếp Châu. Anh còn sắp xếp gì nữa không ạ? Sếp Châu, không ngờ anh làm ăn to thế này, mà lại khiêm tốn quá. Bây giờ anh xuất sắc như thế, chắc chắn phải tham gia buổi họp lớp tối nay đấy. Cũng phải chỉ dẫn đôi chút cho bạn cũ chứ hả? Cô, là thư ký của sếp Châu à? Còn không mau gọi xe, đưa tôi và anh ấy đi. Sếp Châu, chơi vui nhé, Thẩm. Đi thôi, sếp Châu, mọi người đang chờ cả rồi. Xin trân trọng giới thiệu. Đứng bên cạnh tôi đây, chính là phó tổng của tập đoàn Phong Hào, tại Giang Thành, cũng là bạn học của chúng ta, Châu Trác, sếp Châu. Mình còn chưa tự giới thiệu, sao cô ta biết thân phận của mình? Chúng ta hãy chào mừng sếp Châu nào. Sếp Châu, sếp Châu, sếp Châu. Sếp Châu cái gì? Cũng chỉ là một con chó thích cá mượn oai hùng mà thôi. Sếp Châu, giờ đã đi, có sớm quá không? Châu Chí Kiệt, mày muốn gì đây? Đương nhiên là để chiêu đãi con chó như mày rồi. Châu Trác, ở Thiên Tinh lâu, mày dự dẫm vào. Đại tiểu thư nhà họ Thảo hủy hoại tiền đồ của tao. Bây giờ không còn cô ta nữa, mày cũng hiện nguyên hình rồi. Châu Chí Kiệt, tao niệm tình bạn học cũ nên không nhắm vào mày nhiều. Là chính mày hiếp người quá đáng, tự hủy tương lai im mồm. Cũng do mày đổi trắng thay đen, nếu mày quỳ xuống thì tao sẽ không đắc tội Lâm thiếu gia, đắc tội Thẩm đại tiểu thư. Tao không quỳ với mày là lỗi của tao à? Mày đứng đó cũng là sai rồi. Cái loại rất rưởi không tiền không thế như mày, sinh ra đã có mệnh quỳ xuống ăn xin rồi. Châu Trác, tôi định để anh quỳ xuống xin lỗi luôn, nhưng nể tình bạn lâu năm nên chúng tôi cho anh một cơ hội, khỏi cần bắt nó lại. Làm gì đấy, Châu Trác? Mày là một con chó được nhà họ Thẩm nuôi, có tư cách gì mà giao ai với tao? Một con chó cậy gần nhà, tao có thể tiện tay bóp nát mày. Rượu mời không uống, bố mày cho mày uống rượu phạt. Giờ cho mày hai con đường, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, đấu rượu với tất cả mọi người ở đây. Thắng, mày bình an rời đi. Thua, khấu đầu xin lỗi tất cả mọi người. Châu Chí Kiệt nhắm vào tôi vì tôi hủy hoại tương lai nó. Nhưng các người chúng ta không thù không oán mà, muốn trách thì hãy trách. Anh chặn đường của chúng tôi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ cần dẫm chết anh, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp một ông lớn. Dăm ba cái tình bạn cũng không bằng được sự giàu sang đâu, cũng chỉ là một tên rác rưởi. Coi như là phát huy được giá trị cuối cùng của mình đi, cần gì phải giải thích với một thằng vô dụng. Chúng ta chỉ cần hạ gục nó là được. Giàu sang phú quý rồi, là nhà họ Vương sai các người đến à? Mày cũng khôn đấy. Là nhị thiếu gia nhà họ Vương bảo tụi tao gài bẫy mày, tao có thể đạp chết mày đấy.
nhưng Vương thiếu gia lại bảo tụi tao rượu với mày. Châu Trác, mày nên cảm kích sự từ bi của Vương thiếu gia vì cho mày được uống no trước khi chết. Vương Thiên Sinh đúng là cố chấp. Được, vậy thì tao uống. Đây là ly rượu do tôi pha, chúc ngủ ngon. Cũng có tên là Mai gặp lại, cho đến giờ vẫn chưa một ai có thể đi được 3 bước sau khi uống ly này. Châu Trác, ly đầu tiên do tôi thử thách. Rượu ngon. Châu Trác, đến lượt anh. Chúc ngủ ngon. Châu Trác, uống xong ly này mày có thể ngã xuống rồi, vậy à? Không tệ, lại diễn. Châu Trác, uống rượu của tôi không ai có thể đi vững. Anh cố gắng ra vẻ cũng không có ý nghĩa gì. Một ly rượu tây chưa đủ tư cách đánh gục tôi đâu. Các người muốn đánh bại tôi thì cũng lấy bản lĩnh thật a đi. Đừng có đem 3 cái thứ nước lèo này ra nữa. Châu Trác, anh đừng quá ngông cuồng. Hôm nay tôi mà không đánh gục được anh, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh luôn. Ly này tên là Thiên Niên Thúy. Không cần uống, chỉ cần ngửi đã khiến người ta say ngả nghiêng. Châu Trác, nếu anh có thể uống được ly này, tôi đây sẽ quỳ xuống luôn. Alo, Châu Trác, Giang Sơn Hà, ông lớn thành phố Ngọc Một Hai đòi đại tiểu thư uống rượu. Tôi không cản được rồi, anh đến thương hội Tam Hà ngay đi. Nếu gặp mặt sẽ rắc rối lắm, để tôi phái người đến đón anh luôn. Sao? Không dám uống à? Tôi không rảnh chơi với mấy người. Chuyện này không thể nào. Có tổng cộng 7 người đúng không? Vậy thì làm 7 ly đi, một trận định thắng thua luôn được không? Các người dám không? Châu Trác, mày chết chắc rồi. Mày làm vậy là tự bỏ cuộc à? Nể tình bạn bè, định cho anh sống lâu hơn chút, không ngờ anh lại vội đi đầu thai đến vậy. Loại phế vật này, sống cũng phí đất. Tôi sẽ dùng 7 ly cuối này tiễn anh một đoạn. Đây là 7 tầng địa ngục do mình tôi nghĩ ra. Mỗi ly đều khiến cho người ta như rơi vào địa ngục. Từ khi tạo ra nó đến giờ vẫn chưa có ai uống hết được 7 ly một lúc. Mấy cái vừa uống đã say của các người, nào là chúc ngủ ngon rồi say say gì đó, cũng chỉ như nước ngọt với tôi thôi. Nếu trình độ của cô chỉ có vậy, chẳng thà để tôi đi luôn cho xong, đúng không? Châu Trác, đồ phế vật như anh có tư cách gì mà khinh tôi, khinh rượu của tôi. 7 tầng địa ngục. 3 ly rơi lệ, 3 ly đứt ruột, 1 ly phá xương. 7 tầng địa ngục, ruột nát xương tan. Châu Trác, nếu mày uống hết 7 ly này mà không sao thì tao sẽ thả mày. Phiền quá. Tao uống xong rồi, tới mày. Tao cái gì mà tao? Tao uống xong rồi, còn tụi bây, uống đi. Bây giờ tao sẽ uống đây. Ly này coi như là tiễn trước mày một đoạn đường. Đồ không giữ chữ tín, muốn giữ chữ tín cũng phải xem thực lực. Một thằng phế vật như anh có tư cách gì mà đòi nói chữ tín? Uống nhiều rượu nên não cũng hỏng luôn rồi à? Vinh hoa phú quý đến tay, sao có thể vì vài ly nước đái kia mà thả mày đi được? Châu Trác, muốn trách hãy trách thằng chó nhà mày không biết sống chết, đắc tội Vương thiếu gia, nể tình bạn học. Bây giờ mày chỉ cần quỳ xuống liếm sạch rượu ở dưới sàn như một con chó, tao sẽ tha cho mày toàn thây. Dẫu đổ bìm leo trợ trụ vi ngược, lại còn đòi nể mặt tình bạn à? Đừng có giả tạo nữa đi. Nghe đây, Châu Trác, tao hôm nay còn sống thì sẽ không quỳ gối trước loại tiểu nhân như mày. Tao là tiểu nhân, nhưng tao còn được sống hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn mày chỉ xứng đáng làm bộ xương khô dưới đất lạnh thôi. Mày không chịu quỳ thì để tao giúp. Dừng tay. Ai dám vô lễ với sếp Châu? Sếp Châu, Châu Chí Kiệt, mày nói tao cáo mượn oai hùng, ỷ vào thẩm đại tiểu thư, tắc oai tắc quái. Mày nói đúng rồi đấy. Họ Châu kia, tao là người của Vương thiếu gia, mày lại dám đánh tao? Có gì không dám,
Tao coi mày là bạn, mày lại liên tục hãm hại tao. Rượu. Ly này, phạt mày bất nghĩa. Tao chân thành đối xử, mày lại liên tục làm khó. Tiếp. Ly này, phạt mày bất lễ. Tao đồng ý lên kèo, mày lại thất tín, bội ước. Tiếp. Ly này, phạt mày bất tín. Mày bất nghĩa, bất tín, lại còn bất lễ. Có mặt mũi nào mà sống trên cõi đời hạ? Đi. Xếp Giang, tập đoàn Phong Hào chúng tôi đã có được đơn hàng 1 tỷ của tỷ phú Long Quốc, được tỷ phú giúp sức. Nhà họ Thẩm sắp bước chân vào đỉnh cao Giang Hải. Nếu xếp Giang đồng ý hợp tác với chúng tôi, tin rằng chúng tôi sẽ như hổ mọc thêm cánh, chờ ngày chúng ta thành công rực rỡ, chắc chắn sẽ cùng hưởng phồn vinh. Hợp tác không chỉ nhìn thực lực mà còn phải xem thành ý. Xếp Thẩm, thành ý của cô đâu? Xếp Giang, tôi phí hết tâm tư đàm phán với giám đốc của tập đoàn Sơn Hải, nâng cấp từ dự án trăm triệu lên dự án hàng tỷ. Tôi cũng đồng ý phân chia đơn hàng 1 tỷ này với anh. Như vậy còn chưa đủ thành ý sao? Đây mới là thành ý này. Anh có ý gì vậy? Điều kiện của cô rất tốt. Tôi cũng muốn bày tỏ thành ý. Chỉ cần cô uống hết bình rượu này, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng nếu cô uống thắng tôi sẽ ký hợp đồng luôn. Khoan đã, dự án khổng lồ của chúng tôi là đơn hàng trị giá cả tỷ, cũng liên quan đến tương lai hai gia tộc, lại đi quyết định bằng một bình rượu thì trẻ con quá, đúng là hơi trẻ con. Nhưng tôi thích. Nói thật với hai cô, nhị thiếu gia nhà họ Vương đã tìm đến tôi. Chỉ cần tôi hợp tác với họ, tôi sẽ được họ trả luôn một nửa tiền hoa hồng của đơn hàng trăm triệu. Thế nào? Điều kiện của họ tốt hơn của các cô, tử lượng của họ cũng hơn các cô, thì sao tôi phải chọn các cô? Nhưng mà đơn hàng trăm triệu này đang ở chỗ chúng tôi. Thế thì sao? Giang Sơn Hà này mới là ông trùm của thế giới ngầm. Chỉ cần tôi lên tiếng, đừng nói là trăm triệu, cho dù là chục tỷ đi nữa, cũng đừng mơ được hoạt động ở Giang Hải này. Cho nên, rượu này cô có uống không? Tiểu thư, tôi đã báo cho Châu Trác anh ta sắp tới rồi. Không, không kịp đâu. Xếp Giang, mong rằng anh nói được làm được. Xếp Giang, tôi đã uống hết rồi. Đại tiểu thư, xếp Giang, tôi đã làm theo lời hẹn, uống hết bình rượu này. Mong rằng anh cũng sẽ cân nhắc hợp tác với chúng tôi. Cáo từ. Đừng đi vội thế. Tuy cô đã uống hết bình rượu kia, nhưng bàn rượu này vẫn chưa kết thúc đâu. Chưa uống hết mà đã đòi đi. Xếp Thẩm, cô lại không nể mặt tôi rồi. Xếp Giang, đại tiểu thư nhà chúng tôi đã say, không thể uống thêm. Tôi cũng không phải người ngang ngược. Nếu xếp Thẩm không thể nào giúp tôi sung sướng trên bàn rượu, thì chúng ta có thể sung sướng ở chỗ khác. Xếp Giang, muốn uống, tôi sẽ uống. Cút. Cô nghĩ cô là cái thá gì mà đòi uống với tôi? Một thư ký nho nhỏ vẫn chưa đủ trình bưng rượu cho tôi đâu. Không hổ là người đẹp nhất Giang Nam, lúc say cũng mê người như vậy. Tôi rất thích cái kiểu. Châu Trác, xếp Giang, anh muốn uống cho sướng đúng không? Tôi uống với anh. Thằng bên kia, mày là cái thá gì mà đòi uống với đại ca tao? Dám làm phiền nhã hứng của đại ca tao, mày chán sống. Chờ đã, cậu chính là phó tổng của tập đoàn Phong Hào, cũng là người thắng nhà họ Vương lấy được đơn hàng trong tiệc rượu. Châu Trác, là tôi nghe nói rồi, tử lượng của cậu không tệ, nhưng muốn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt tôi thì cậu ngây thơ quá đấy. Xếp Giang, tôi không có tư cách anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi chỉ muốn nhậu với anh thôi. Muốn nhậu với tôi, chưa nói đến thân phận hai ta cách biệt, nhưng xét về tử lượng, cậu không xứng làm đối thủ của tôi. Xứng hay không phải uống mới biết, còn phải so bì sao? Mày chỉ thắng được nhị thiếu gia nhà họ Vương, còn đại ca chúng tao năm xưa đã dựa vào tử lượng này mà trấn áp cả Giang Hải. Nếu uống được vài lít mà tự xưng thần cột, thì đại ca chúng tao là bố của thần,
muốn đạp lên đầu đại ca. Anh hùng cứu mỹ nhân thì đúng là ảo tưởng. Được rồi, Giang Sơn Hà tôi. Dựa vào tử lượng này, hoành hành Giang Hải hàng chục năm, chưa có ai dám đấu dựa với tôi cả. Vốn dĩ thân phận cậu thấp hèn, không có đủ tư cách đấu với tôi, nhưng bây giờ không ít người trong Giang Hải đều gọi cậu là thần cột. Giang Sơn Hải tôi cũng muốn thử tử lượng của cậu xem. Người đâu? Chuẩn bị đồ. Tôi muốn đấu dựa với thần cột của Giang Hải. Xưa có 7 bước làm một bài thơ, giờ có Giang Sơn Hà tôi, 7 bước đấu rượu. Quy tắc của tôi rất đơn giản, mỗi người đi 7 bước, đi một bước uống một hàng. Ai đi nhanh hơn, xa hơn thì người đó thắng. Không vấn đề gì, xếp Giang. Bắt đầu đi, chờ đã. Nếu đã là thi rượu thì phải có phần thưởng. Nếu tôi thua thì tôi sẽ tiễn mấy người an toàn rời đi, đồng thời tập đoàn Tam Hà sẽ trở thành hậu thuẫn của tập đoàn Phong Hào. Nếu cậu thua thì có thể cho tôi điều gì? Tôi. Đại ca, lúc trước cậu ta chỉ là một thằng ăn xin, chẳng có gì hết, nhau kết sắc mà cũng đòi đấu. Bị thần kinh à? Lãng phí thời gian. Đại ca, hay là ném thằng nhãi này ra ngoài. Tôi đang giữ công thức thiên tiên túy của nhà họ Châu và cách nấu rượu. Nếu tôi thua thì sẽ đưa nó cho anh. Thiên tiên túy là một trong 10 loại rượu bí mật hàng đầu của Long Quốc. Thiên tiên túy. Xếp Giang đã là người thích rượu thì tất nhiên cũng biết giá trị của thiên tiên túy. Chỉ công thức này đã có giá cả chục tỷ rồi. Được. Vậy thì dùng công thức đó làm phần thưởng tôi cho cậu tư cách được thi. Không được. Châu Trác là người của tập đoàn Phong Hào. Anh ấy làm việc thay tôi, phần thưởng này không thể để anh ấy bỏ ra. Xếp Thập, em yên tâm, chỉ là một phần thưởng thôi mà. Hơn nữa, anh không thua được đâu. Không được. Giới kinh doanh Giang Hải truyền tay nhau tử lượng của Giang Sơn Hà sâu như biển. Anh ta từng một mình chấp lại mấy chục người đấy. Nếu anh thua thì sẽ mất tài sản cuối cùng của nhà họ Châu. Em không thể để anh mạo hiểm thay em như vậy, Giang Sơn Hà. Nếu Châu Trác thua thì tôi sẽ giao dự án 1 tỷ của tỷ phú Long Quốc cho anh. Xếp Thập, đã sai rồi thì nên im miệng lại đi. Hai người không có tư cách mặc cả với tôi. Tôi sẽ lấy dự án 1 tỷ đó, sẽ có được cô và lấy cả công thức. Hai người có ý kiến gì hả, Giang Sơn Hà? Xếp Thập, em đừng kích động. Tư ký Lưu, đưa cô ấy đi. Tư tôi muốn. Không ai có thể mang đi. Bắt đầu thì thôi. Tôi đi trước một bước. Bắt đầu thì thôi. Tôi đi trước một bước. Nhóc con, sợ phát ngốc rồi hả? Sao không uống đi? Tôi thấy cậu ta biết không uống lại đại ca chúng ta, nên mới giả vờ ngớ ngẩn đấy. Quyền quý ở Giang Hải đều truyền tay nhau cậu là thần cột, nhưng giờ cậu còn chẳng có can đảm cầm ly rượu lên. Tôi cầm được ly cũng có thể uống, nhưng tôi thấy anh hơn tôi mấy tuổi nên nhường anh mấy bước, đó là lễ nghĩa. Nếu cậu sợ rồi thì nên quỳ xuống nhận thua đi. Châu Trác, tôi biết tử lượng của anh không kém, nhưng xếp Giang không phải là người đơn giản đâu. Nếu anh còn lãng phí thời gian thì chúng ta sẽ thua nó. Tên nhóc hay lắm, rất ngông cuồng. Hôm nay tôi muốn cho cậu biết, ngông cuồng thì cần có bản lĩnh. Tuy lúc này cậu đang nhường tôi, nhưng nếu cậu thua thì tôi sẽ không nhường chút nào đâu. Bước thứ hai này tôi cũng đi trước đây. Thú vị lắm, tôi đã đi trước 2 bước rồi. Tuy chỉ uống nhiều hơn vài ly, nhưng cao thủ so chiêu chỉ hơn thua ở một tích tắc. Tôi không biết tử lượng của cậu thế nào mà dám ngông cuồng với tôi. Tử lượng của tôi không nhiều, vừa đủ để thắng thôi. Anh nhiều tuổi hơn, nhưng anh vài bước cũng không sao. Thằng hâm không sợ chết. Châu Trác, anh còn muốn làm loạn đến lúc nào? Yên tâm, tôi đã hứa với Xếp Thập thì nhất định sẽ thắng, để xem cậu còn có thể bình tĩnh được bao lâu. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Châu Trác, Xếp Giang, tôi đã nhường anh 5 bước. Bây giờ đến lượt tôi. Đại ca đi trước 5 bước, uống trước 70 ly. Cậu đấu nổi không? Bách ngồi đáy giếng, rõ ràng là ngông cuồng tự đại, mà còn giả vờ như đã nắm phần thắng trong tay. Muốn dùng cách này để có được thiện cảm của Thập Nhãn Thu, nhưng cậu tính sai rồi. Vốn tưởng sau khi thi xong thì sẽ ném cậu ra khỏi thương hội Tam Hà, nhưng bây giờ tôi quyết định, cậu mà thua thì sẽ đánh gãy hai chân cậu ngay. Thắng thua đã rõ. Châu Trác, những nỗ lực của cậu bây giờ chỉ là một trò cười với tôi. Nếu giờ cậu quỳ xuống xin tha thì biết đâu tôi sẽ tha mạng cho đấy. Xếp Giang, có thời gian nói chuyện thì anh nên uống thêm mấy ly nữa đi. Tôi đã nhường anh 5 bước, bây giờ tôi sẽ không nhường nữa đâu. Giang Sơn Hà tôi, không cần cậu. Loại quái vật gì vậy? Tốc độ uống rượu còn nhanh hơn đại ca mình, chỉ nhanh thôi mà. Nói về tử lượng, đại ca vẫn trên cơ, nhưng tôi thấy tử lượng của cậu ta hình như cũng không kém đâu. Thì uống rượu 7 bước, đây mới là bước thứ 6. Xếp Giang, tiếp tục đi. Giang Sơn Hà này, không cần thằng bót con như cậu nhé.
cái ca. Sếp Giang, anh thua rồi. Thằng chó điên bên đường, có tư cách gì mà ngông cuồng dám xỉ nhục đại ca tao? Bây giờ tao sẽ đánh gãy cái chân chó của mày. Chờ đã, mấy cậu mới là mù mắt chó đấy, không thấy người anh em của tôi đã giữ thể diện cho tôi à? Dù là tử lượng hay là tốc độ, cậu ấy đều giỏi hơn tôi rất nhiều, có sức mạnh nhưng không ý thế ép người. Giang Sơn Hà, tôi bái phục. Sếp Giang khách sáo quá, uống rượu thôi mà, vui vẻ là được. Nói hay lắm. Giang Sơn Hà, tôi thua tâm phục khẩu phục. Từ giờ về sau, hai chúng ta sẽ là anh em. Thương hội Tam Hà của anh sẽ là hậu thuẫn cho chú. Cảm ơn anh Giang. Vậy chuyện hợp tác, phiền chú nói lại với sếp thẩm Thương hội Tam Hà, nhất định sẽ hợp tác với cô ấy để giành được dự án 10 tỷ mà tỷ phú sắp đầu tư vào Giang Hải. Cảm ơn anh Giang. Hôm khác tôi sẽ mang rượu ngon đến cảm ơn anh. Chờ đã, anh Giang, còn có chuyện gì à? Chuyện hôm nay đều là kế của nhị thiếu gia nhà họ Vương. Tuy chú thoát được một kiếp, nhưng cậu ta sẽ không cam tâm bỏ qua đâu. Có chuyện gì cứ gọi anh. Anh đây sẽ giúp chú. Thằng An Hạnh, tao cho mày nguồn lực, cho mày cơ hội, mà đến một thằng ăn xin bên đường mày cũng không giải quyết được. Rõ ràng có thể khiến Châu Trác biến mất, tại sao mày lại sai người đấu rượu với nó? Vì con muốn thắng. Châu Trác chỉ là một con chó đi nịnh bợ người khác, một ngón tay của con là có thể nghiền chết nó, nhưng như thế là chưa đủ. Con muốn trả lại gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần những sỉ nhục con đã phải chịu. Câm miệng. Hai ngày nữa là buổi họp báo công bố Thiên Tiên Thúy. Tao đã mời người quyền quý khắp Giang Hải tới tham gia. Nếu thành công thì nhà họ Vương không chỉ nổi danh mà còn có thể tăng khả năng giành được đơn hàng 10 tỷ của tỷ phú Long Quốc. Những Châu Trác mà xuất hiện thì nhà họ Vương sẽ mất hết danh tiếng. Mọi chuyện đều tại thằng ngu dốt như mày. Bố, vẫn còn 12 tiếng nữa mới đến buổi họp báo. Chỉ cần trong thời gian này xử lý được Châu Trác, cướp đi công thức nấu rượu, thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Lập tức đi xử lý Châu Trác cho bố, để con đi. Thư ký Lưu, cô chăm sóc sếp Thẩm nhé. Châu Trác, lúc trước tôi đã hơi định kiến về anh, nhưng hôm nay nhờ có anh nên sếp Thẩm mới được an toàn. Anh yên tâm, khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ báo công cho anh. Một thằng ăn xin mà đòi báo công á, đúng là nực cười. Thằng họ Châu kia, nhà họ Thẩm cho cậu cơ hội làm chó là phúc của cậu. Cậu làm gì có tư cách đi tranh công hả? Không chỉ không có công mà còn có tội. Con gái tôi bảo cậu tổ chức tiệc rượu, cậu lại để nó uống thành thế này, làm chó cũng không xong. Đúng là ăn hại. Đứng ngay ra đó làm gì? Chẳng lẽ chúng tôi nói sai à? Họ Châu kia, cậu đừng quên thân phận của mình là gì. Nhà họ Thẩm chấp nhận cho thằng phá của như cậu cơ hội làm việc, cậu nên biết ơn, chứ không phải là láo tét thế này. Lão gia, phu nhân, hôm nay Châu Trác đã giúp nhà họ Thẩm tăng đơn hàng của tỷ phú Long Quốc từ 1 tỷ lên 10 tỷ, còn cứu được đại tiểu thư từ trong tay tay trùm thế giới ngầm Giang Hải, lập nên công lớn. Chỉ dựa vào cậu thì sao mà làm được? Tôi biết bà coi thường tôi, nhưng mỗi chuyện tôi làm đều dành dành ra đó. Như vậy mà bà vẫn coi thường thôi, cũng chẳng sao. Dù sao từ đầu tới cuối, tôi cũng không làm việc vì nhà họ Thẩm. Tôi chỉ muốn báo đáp cô Thẩm. Láo toét. Phu nhân, tôi nể cô Thẩm nên mới để bà hết lần này tới lần khác khinh thường tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý uốn gối cong lưng để hai người trà đạp. Láo toét coi trời bằng vung. Bác trai, bác gái, chó ngu cắn trụ thì nên đuổi đi. Bác trai, bác gái. Vương thiếu gia, sao cậu lại tới đây? Tất nhiên là đến thăm hai bác rồi, nhưng cháu không ngờ vừa vào cửa đã thấy một thằng ăn hại không biết nhớ ơn, không sợ chết quay lại cắn trụ. Châu Trác, mày to gan lắm, tâm địa mày cũng độc ác thật đấy. Khi trước nếu không có nhà họ Thẩm chiếu cố mày thì bây giờ chắc mày vẫn còn đi nhặt xác ở bên đường, nhưng bây giờ mày lại cắn ngược họ. Loại chó má không tim không phổi như mày nên bị đánh chết mới phải. Đúng thế, nhà họ Thẩm không cần một con chó cậy công mà tự kiêu tự đại. Từ giờ cậu không còn là chó của nhà họ Thẩm nữa, lập tức cút ngay đi. Vốn dĩ tôi cũng không phải người nhà ông, tôi chỉ làm việc cho cô Thẩm. Hừ, từ bây giờ thì không phải nữa. Tôi là gia chủ nhà họ Thẩm, là chủ tịch tập đoàn Phong Hào. Tôi chính thức tuyên bố thu hồi mọi thân phận, mọi quyền lợi của cậu. Từ giờ cậu và nhà họ Thẩm không còn quan hệ gì nữa. Lão gia, tuy Châu Trác kiêu ngạo vô lễ, nhưng mấy lần này anh ấy quả thực đã lập công lớn cho nhà họ Thẩm. Nếu đuổi anh ấy như thế thì mọi người khó mà tin phục. Ha ha ha, tôi cũng muốn nghe thử. Con chó ăn hại Châu Trác thì lập được công lớn gì? Lấy được hợp đồng 100 triệu của tỷ phú Long Quốc, tăng số tiền hợp đồng lên đến 10 tỷ.
cứu được đại tiểu thư ra khỏi tiệc rượu, hợp tác được với Giang Sơn Hà của thương hội Tam Hà. Chỉ ba chuyện này đã đủ là công lao cực lớn rồi, lão gia nếu cứ đuổi anh ấy như thế thì lòng người trong công ty sẽ rối loạn, những chuyện đó hoàn toàn không phải công lao của nó. Ba chuyện này nhìn thì có liên quan mật thiết đến Châu Trác, nhưng mấy người có từng nghĩ vài ngày trước Châu Trác vẫn còn là một thằng ăn xin, không có quan hệ, cũng không có nguồn lực, nó dựa vào đâu mà có được những dự án đó? Dựa vào cái miệng của nó thôi chắc. Đúng là dựa vào cái miệng tao thật, mấy dự án đó đều do tao uống rượu mà có đấy. Hừ, nực cười, Châu Trác, tao đã nể mặt mày lắm rồi. Nếu mày biết đường rút lui sớm thì tao có thể cho mày giữ chút thể diện, nhưng nếu mày vẫn mặt dày thì tao sẽ không nể nang gì nữa. Thực ra những dự án này đều do nhà họ Thẩm nỗ lực phát triển cả trăm năm và sự hỗ trợ của nhà họ Vương nên mới có được, còn mày chỉ là thằng hề tình cờ gặp được thời cơ mà thôi. Không có mày thì nhà họ Thẩm vẫn sẽ lấy được mấy dự án đó. Đúng vậy, Vương thiếu gia nói đúng lắm, tất cả đều là thực lực nhà họ Thẩm nỗ lực cả trăm năm dựng nên, mà có được những dự án này cũng là do thực lực. Phải đó, may mà có Vương thiếu gia. Với thực lực của nhà họ Vương, chỉ cần cậu nói thêm vài câu thì nhà họ Thẩm sẽ có được nguồn lực cực lớn. Còn cậu, ha ha, đừng tưởng uống được vài ly rượu thì đã tự hào đắc ý lắm. So với Vương thiếu gia, cậu chỉ là trò cười. Tôi thừa nhận, giành được những dự án này là nhờ thực lực của nhà họ Thẩm và sự nỗ lực của cô Thẩm, tôi chỉ giúp đỡ được một chút. Nhưng tôi sẽ không kiêu ngạo vì điều đó. Còn nhà họ Vương, từ đầu tới cuối đều chỉ ngăn trở cô Thẩm. Họ giúp đỡ chỗ nào? Lần này tao tới là để giúp đỡ nhà họ Thẩm đây. Bác trai, bác gái, đây là thiệp mời đến buổi họp báo sản phẩm mới của nhà cháu. Ngày mai nhà họ Vương sẽ mời tất cả quyền quý trong Giang Hải đến Thiên Tinh Lâu công bố sản phẩm mới. Thiên Tiên Túy. Thiên Tiên Túy. Thiên Tiên Túy. Không phải là rượu giả. Bác trai, đó chỉ là lời nói ghen tức của Châu Trác thôi. Nhà họ Vương cháu đã bỏ ra 10 năm để nghiên cứu ra sản phẩm cao cấp này, sao có thể là rượu giả được? Chỉ có công thức mà không có cách nấu rượu, chỉ có cái danh Thiên Tiên Túy mà không có cái thực chất. Như thế mà không phải là rượu giả sao? Mày chỉ đang ghen ghét thôi, ghen ghét nhà họ Vương thịnh vượng, ghen ghét nhà họ Vương nghiên cứu ra Thiên Tiên Túy, còn nhà họ Châu lại chỉ còn mấy bộ xương khô bên đường. Lần trước tao nể mặt nhà họ Thẩm nên không trách mày tội xúc phạm, nhưng bây giờ sản phẩm mới của nhà tao sắp ra thị trường, nếu mày còn dám nói lung tung thì đừng trách tao không khách sáo. Giả thì mãi vẫn là giả, không bao giờ thành thật được. Trên đời này Thiên Tiên Túy chỉ có thể do nhà họ Châu làm ra, nhưng nhà họ Châu đã không còn nữa, còn nhà họ Vương thì có thể dùng Thiên Tiên Túy để kiếm được cả chục tỷ lợi nhuận. Bác trai, đây là món quà thứ hai cháu tặng bác. Ngày mai trong buổi họp báo sản phẩm mới, bố cháu sẽ công bố chia một phần thị phần của Thiên Tiên Túy cho nhà họ Thẩm. Từ giờ hai nhà chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau cùng hưởng vinh hoa. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật. Vừa có hợp đồng của tỷ phú Long Quốc, vừa có thị phần của Thiên Tiên Túy cao cấp, vậy thì nhà họ Thẩm sẽ một bước lên trời rồi. Chỉ sợ là không lên nổi đâu. Thiên Tiên Túy là giả, nhà họ Thẩm mà đầu tư vào thì sẽ thất bại thảm hại. Câm miệng. Cậu tưởng mình có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu mọi sự chắc? Cậu tưởng nhà họ Thẩm không thể không có cậu à? Nhà họ Thẩm đang gặp may mắn, liên tục có được cơ hội hợp tác với tỷ phú Long Quốc và nhà họ Vương. Còn cậu thì chỉ muốn gây rối, ở đây không có chỗ cho cậu xem mồm. Cút ngay ra ngoài. Ông Thẩm, Thiên Tiên Túy của nhà họ Vương là giả, chẳng lẽ ông muốn hủy hoại cơ đồ của nhà họ Thẩm à? Ném nó ra ngoài. Thư ký Lưu, cô nhất định phải nói với cô Thẩm, anh ta là kẻ lừa đảo. Nhà họ Châu gặp nạn, gia tộc tan nát, đến cả công thức tổ truyền của Thiên Tiên Túy cũng lưu lạc ở ngoài. Nhưng xin các vị tổ tiên yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để người ta sỉ nhục Thiên Tiên Túy, sỉ nhục danh tiếng nhà họ Châu. Vương Thiên Sinh, mày đến đây làm gì? Tất nhiên là đến mời mày làm khách. Châu Trác, ta năm lần bảy lượt đấu rượu với mày, vốn tưởng sau khi chiến thắng thì sẽ khiến mày biến mất luôn, nhưng đáng tiếc là mày lại muốn làm hỏng chuyện của nhà tao. Thế thì không thể giữ mày lại được, đưa nó đi. Đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh. Tối qua có chuyện gì vậy? Tối qua cô bị Giang Sơn Hà làm khó, uống hết một bình rượu mạnh. May là Châu Trác tới kịp, không chỉ cứu được cô mà còn có được mối hợp tác với Giang Sơn Hà. Nhưng làm sao? Nhưng tối qua Châu Trác đưa cô về xong thì bị lão gia với phu nhân làm khó. Lão gia dùng thân phận chủ tịch
để thu hồi mọi quyền lợi của anh ấy. Còn đuổi anh ấy ra khỏi nhà họ Thẩm, cái gì? Châu Trác là người của tôi, tại sao họ lại làm vậy? Con gái bảo bối, con tỉnh rồi hả? Nào, thay đồ đi. Hôm nay là cơ hội rất lớn cho nhà họ Thẩm tăng danh tiếng. Con không được làm nhà mình mất mặt đâu, biết chưa? Mẹ, Châu Trác, con nhắc tới cậu ta làm gì? Bây giờ con cần nghĩ đến nhà họ Thẩm, nghĩ xem phải hợp tác với nhà họ Vương thế nào, nghĩ xem phải làm gì để lấy được hợp đồng Thiên Tiên Túy. Thay đồ ngay đi. Mau liên lạc với Châu Trác, tiểu thư. Trước lúc cô tỉnh lại, tôi đã gọi rồi, nhưng không tìm được anh ấy. Tôi cảm giác, có lẽ Châu Trác đã mất tích rồi. Tôi đoán là, do cách làm của lão gia và phu nhân đã khiến anh ấy chạnh lòng, nên mới biến mất. Không đúng. Châu Trác không hề để ý cách nhìn nhận của bố mẹ tôi. Anh ấy mất tích chắc chắn là có vấn đề. Nhà họ Vương, chắc chắn là do họ. Hôm nay nhà họ Vương sẽ họp báo công bố Thiên Tiên Túy. Châu Trác là người duy nhất biết sự đó có vấn đề. Chắc chắn để diệt trừ hậu họa, họ sẽ ra tay với Châu Trác. Mau lên, dùng tới mọi thế lực, mọi mối quan hệ, lập tức đi tìm Châu Trác. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Tỉnh rồi à? Vương Thiên Sinh, mày muốn làm gì? Họ Châu kia, mày thấy tao tốt với mày chưa? Đưa mày tới đây, còn tặng cho mày một bình rượu ngon. Mày thích uống rượu mà phải không? Vậy thì uống đi. Uống đi. Thằng chó không biết tốt xấu. Đánh nó. Vâng. Họ Châu kia, tại sao mày không thể ngoan ngoãn nghe lời, làm một con chó hả? Tao khinh. Dù có làm chó, tao cũng phải cắn chết bọn khốn nạn nhà họ Vương chúng mày trước. Họ Châu kia, mày muốn chết thế hả? Từ ngày nhà họ Châu tan nát, em gái tao mất tích, thì tao đã không muốn sống nữa rồi. Nhưng đáng tiếc, tao vẫn chưa băm vằm được cả nhà mày. Mày càng muốn chết, thì tao lại càng không muốn cho mày được như ý. Tao đổi ý rồi, tao sẽ biến mày thành một thằng đần độn. Biến mày thành con chó nhà tao nuôi. Chờ đến lúc tìm được em gái mày, tao sẽ bắt mày quỳ bên giường, tận mắt nhìn tao chơi em gái mày thế nào. Châu Trác, còn không biết cảm ơn Vương thiếu gia tha mạng cho mày à? Được làm chó của cậu ấy là phúc của mày đấy. Vương Thiên Sinh, mày mà dám động vào em tao, có làm ma tao cũng không tha cho mày. Châu Trác, chỉ tại thằng chó như mày mà khiến tao năm lần bảy lượt mất hết mặt mũi trước những người quyền quý ở Giang Hải và bố tao. Từ nhỏ tới lớn, tao chưa từng bị sỉ nhục như thế. Hôm nay, tao sẽ trả lại gấp trăm lần, ngàn lần những sỉ nhục tao phải nhận. Muốn tao tha cho em mày hả? Được thôi, sủa vài tiếng cho tao nghe xem. Sủa đi. Cứ để tao phải bắt em mày tới trước mặt thì mới chịu sủa hả? Vương Thiên Sinh, thả người ra. Vương Thiên Sinh, thả người ra. Thẩm Nhạn Thu, nhà họ Thẩm có bản lĩnh quá nhỉ, có thể tìm tới tận chỗ này. Tôi không rảnh nói nhảm với anh, thả người ra ngay. Thẩm Nhạn Thu, cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm mà lại xông vào hang hùm vì một thằng cấp dưới. Tôi rất khâm phục lòng can đảm của cô đấy. Nhưng cô đến đây một mình thì lấy tự tin ở đâu ra mà đòi tôi thả người? Đây là địa bàn của nhà họ Vương. Chỉ cần tôi nói một câu thôi thì cô không chỉ không đưa được Châu Trác đi, mà đến cô cũng không đi được đâu. Anh có điều kiện gì? Cứ nói đi. Lúc trước cô vứt tôi đi như cái rẻ rách, có nghĩ tới ngày hôm nay sẽ phải xin xỏ tôi không? Nhưng nếu cô đã mở miệng thì tôi sẽ cho cô một cơ hội. Ở Giang Hải này ai cũng biết tôi thích cô đã lâu. Hôm nay chỉ cần cô uống ly rượu rau bôi này thì tôi sẽ nể mặt cô mà tha cho Châu Trác. Thế nào? Không được. Cô Thẩm, mạng tôi thấp hèn, không đáng cho cô cứu. Cô mau đi đi, nói với nhà họ Thẩm tuyệt đối không được đầu tư vào Thiên Tiên Túy của họ, nếu không sẽ toi đời đấy. Câm miệng. Có đáng cứu hay không, không phải anh nói là mà được. Do Thẩm Nhạn Thu tôi quyết. Chỉ là rượu rau bôi thôi mà, tôi uống.
nhanh gọn đấy. Cô Thập, mời. Vương Thiên Sinh, anh làm gì đấy? Rượu dao bôi tôi đã uống rồi, anh mau thả người ra cho tôi. Uống rượu dao bôi thì đã là người của tôi rồi, sao có thể đưa ra điều kiện với tôi chứ? Cô, tôi muốn mà mạng của cháu Trác. Tôi cũng muốn. Đồ vô sỉ. Còn có cái vô sỉ hơn đấy, anh làm gì đấy? Con khốn, bắt nó lại cho tao. Tại sao chúng mày đều muốn làm trái lại tao? Tại sao? Vương Thiên Sinh này là đại thiếu gia nhà họ Vương, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Sao tao không bao giờ có được thứ tao muốn? Vì người đắc đạo được trời giúp. Mày hung cuồng tự đại, tâm địa độc ác, không bao giờ thắng được, thằng khốn. Vương Thiên Sinh, anh làm cái gì đấy? Dừng tay. Hóa ra chúng mày mới là đôi nam nữ chó má đó à? Một là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, tài sản cả trăm triệu, thân phận tôn quý. Một là ăn mày lấy được, thân phận thấp hèn. Thân phận của chúng mày đúng là cỏ với mây, nhưng lại tình sâu ý đậm. Được, nếu đã thế thì tao sẽ giúp chúng mày một tay, thả cô Thẩm ra. Cô Thẩm, tôi cho cô một cơ hội nữa. Bây giờ chỉ cần cô cởi đồ ra, tôi sẽ thả Châu Trác. Không được. Dừng tay. Vương Thiên Sinh, mong là anh nói được làm được. Cô có thể thử xem, nhưng tôi nói cho cô biết, cô không cởi, tôi sẽ không thả nó ra đâu. Cởi. Châu Trác, mày mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Mày nên cảm ơn tao. Nếu không có tao, cả đời này mày cũng không nhìn được cảnh đẹp này đâu. Không hổ là người đẹp số 1 Giang Hải. Body này cuốn thật đấy. Lê mà lê mề. Còn không mau lên, cẩn thận tôi giết tên họ Châu này đấy. Vương Thiên Sinh, cậu to gan thật đấy. Anh Giang, anh Giang, sao anh lại đến đây? Sao tôi đến ư? Đương nhiên tôi đến vì tên khốn gan to hơn trời nhà cậu rồi. Anh Giang, sao anh lại đánh tôi? Tôi không những muốn đánh cậu, tôi còn muốn giết cậu nữa. Cứu người. Xin lỗi nhé người anh em, anh đến muộn rồi. Lập tức đưa đến bệnh viện. Không được đi. Vương Thiên Sinh, cậu muốn cướp người với tôi à? Giang Sơn Hà, anh là ông lớn thành phố ngầm của Giang Hải, có quan hệ, có quyền, có nhà họ Vương, cũng không phải hạng hiền lành đâu. Châu Trác là người bố tôi đích danh đòi, dù là anh cũng không thể đưa đi. Mấy cậu cũng muốn chống đối Giang Sơn Hà này sao? Xếp Giang, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không bao giờ chống đối lại anh. Thế là chỉ có mỗi cậu muốn cản tôi à? Vương Thiên Sinh, người đâu, đánh gãy chân chó cậu ta cho tôi. Tôi xem nhà họ Vương có thể làm gì tôi. Anh Giang, đợi đã, giao nó cho tôi. Châu Trác, mày đúng là không biết lượng sức mình. Nếu là Giang Sơn Hà, tao còn e dè đôi phần. Nhưng loại chó hành cáo mượn oai hùng như mày cũng muốn động vào tao ư? Nếu mày dám động vào một sợi tóc của tao, tao đảm bảo mày sẽ chết. Mẹ nó con chó, mày dám đánh tao à? Cái tát này là đánh nhà họ Vương mày trộm các công thức thiên tiên túy của nhà tao. Cái tát này là đánh nhà họ Vương mày vu khống nhà tao. Cái tát này là đánh mày sỉ nhục em gái tao. Cái tát này là đánh mày sỉ nhục cô Thẩm. Cái tát này là hàng tặng kèm. Vương Thiên Sinh, từ bây giờ trở đi, những gì nhà mày nợ nhà tao, tao sẽ đòi lại từng món một. Dù tao có thành một con chó phế, tao cũng phải cắn chết nhà họ Vương. Mau, mau đưa đi bệnh viện. Không cần. Buổi họp báo nhà họ Vương sắp bắt đầu rồi, chúng ta buộc phải qua đó ngay. Một khi nhà họ Thẩm đầu tư thiên tiên túy, nhà họ Thẩm sẽ toi đời. Nhưng anh không sao. Nhưng anh buộc phải trở về. Ngày mai, tỷ phú Long Quốc sẽ đem theo dự án chục tỷ đến Tân Hải.
mà nhà họ Vương sẽ mở buổi họp báo công bố sản phẩm mới hôm nay. Rõ ràng là ông ấy muốn tạo thành thế, nếu thành công có lẽ nhà họ Vương cũng sẽ trở thành cạnh tranh đáng gờm trong dự án chục tỷ ngày mai. Nhưng tôi nghe nói nhà họ Thẩm mới là lựa chọn hàng đầu trong dự án chục tỷ này. Nhà họ Thẩm đã lấy được dự án 1 tỷ từ tay của tỷ phú rồi, còn muốn chiếm luôn cả dự án chục tỷ. Nhà họ Thẩm này hơi tham lam quá rồi đó. Mọi người, tôi là gia chủ nhà họ Vương, Vương Bằng. Chào mừng các quyền quý, tinh anh ở Giang Hải đã dành chút thời gian giữa bộn bề công việc đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của nhà họ Vương. Tôi biết thời gian của mọi người đều rất quý giá, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Mọi người, đây chính là rượu ngon mà nhà họ Vương tôi đã mất 10 năm nghiên cứu. Thiên Tiên Túy. Thiên Tiên Túy, một trong 10 loại rượu ngon nổi tiếng trong truyền thuyết ư, thực lực của nhà họ Vương vốn đã không kém, còn tặng rượu này tặng cho tỷ phú Long Quốc, người yêu rượu như mạng, thì dự án chục tỷ đó chẳng phải dâng đến tận tay rồi hả? Trước khi mọi người đến thử rượu ngon trong truyền thuyết này, tôi còn có một chuyện muốn tuyên bố, đó chính là nhà họ Vương tôi quyết định dành một nửa lợi nhuận của Thiên Tiên Túy này cho nhà họ Thẩm. Từ giờ, hai nhà Vương Thẩm sẽ tiến lùi cùng nhau. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Nhà họ Thẩm sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Vương. Thẩm Nhạn Thu, con im đi. Nhà họ Vương vì lợi ích cá nhân không những bắt cóc trầu trác, còn uy hiếp tính mạng anh. Lòng dạ độc ác như vậy không thể hợp tác với bọn họ được. Con muốn vì một con chó hoang mà chặt đứt tiền đồ của nhà họ Thẩm sao? Con đang cứu nhà họ Thẩm đó. Con im đi, con nói vớ vẩn cái gì? Nhà họ Thẩm ta kinh doanh trăm năm mới có được cơ hội này. Chỉ cần có thể hợp tác với nhà họ Vương, nhà họ Thẩm ta sẽ có được lợi nhuận của Thiên Tiên Túy này. Con có thể giành được đơn hàng chục tỷ từ tay của tỷ phú. Từ đây nhà họ Thẩm ta có thể đứng đầu Giang Hải, thậm chí còn có thể vang danh tiếng ở khắp Long Quốc này. Đúng thế, chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, từ giờ hai nhà Vương Thẩm sẽ có thể cùng hưởng vinh hoa. Cô Thẩm, đừng có vì nhỏ mà để mất lớn. Cô Thẩm, tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó rồi nhỉ. Nhà họ Vương sao có thể bắt cóc anh Châu được? Nếu có chỗ nào mạo phạm Vương Quảng Chí này, xin được xin lỗi tại đây. Cô xem, nhà họ Vương tôi thành ý đến vậy, chỉ mong có thể hợp tác với cô Thẩm và nhà họ Thẩm. Cô Thẩm, tôi biết cô vẫn luôn rất cố gắng, mong nhà họ Thẩm có thể tiến lên một bước. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt cô, chẳng lẽ cô định từ bỏ sao? Nhà họ Thẩm không phải mất gì cả, chỉ cần cô gật đầu, nhà họ Thẩm có thể một bước lên trời. Tiến lên một bước sẽ không lên trời, mà chỉ rớt xuống địa ngục thôi. Vương Quảng Chí, nhà họ Vương còn muốn dùng sự giả lừa gạt bao lâu nữa? Châu Trác, ngạc nhiên vì tôi còn sống nhỉ? Tôi nói cho anh biết, nhà họ Vương còn tồn tại, Châu Trác tôi dù có chết cũng sẽ chui lên. Mọi người đều đã bị lừa rồi. Thiên Tiên Túy mà nhà họ Vương nói vốn chỉ là hàng phách rẻ tiền. Cậu thanh niên, cậu có biết nói những lời như thế sẽ có hậu quả thế nào không? Cậu có thân phận gì mà nói ra lời này? Có chứng cứ gì không? Tôi lấy danh con trưởng nhà họ Châu ở Giang Hải ra thề, những gì tôi nói hôm nay đều là sự thật. 10 năm trước, nhà họ Vương trộm công thức Thiên Tiên Túy của nhà tôi, còn hại nhà tôi táng ra bại sản. Nhưng bọn họ dốc hết công sức cũng chỉ lấy được công thức, chứ không lấy được cách ủ rượu. Bọn họ tốn mất 10 năm tạo ra thứ gọi là Thiên Tiên Túy, cũng chỉ là hàng giả rẻ tiền. Tư cho má, im đi, bị tôi nói ra sự thật, thẹn quá hóa giận à? Quảng Chí, cậu Châu, câu chuyện của cậu rất đặc sắc, nhưng đây chỉ là lời nói từ phía cậu. Dù cậu có từng là con trưởng nhà họ Châu thì sao? Giờ đây nhà họ Châu đã không còn, còn cậu cũng thành một tên ăn xin, một kẻ bé nhỏ như cậu. Nói xung không bằng chứng, đã muốn vu khống nhà họ Vương, đúng là nực cười. Đúng thế, nhà họ Vương gia sản lớn mạnh, nào phải hạng ăn mày thấp kém này, nói đôi ba câu là có thể lật đổ. Tôi thấy cậu muốn mượn cơ hội này để thành danh thì có, nhưng thủ đoạn này của cậu có hơi vụng về rồi đó. Châu Trác, trong tiệc rượu tỷ phú lần trước, anh đã từng ra mặt một lần, bây giờ vẫn muốn gây chuyện, thật sự không coi giới quyền quý của Giang Hải ra gì à? Người đâu, đánh gãy chân tên phế vật không biết điều này, ném ra ngoài cho tôi. Tôi có thể làm chứng thay Châu Trác, những gì anh ấy nói đều là sự thật. Ở Giang Hải ai mà không biết Thẩm đại tiểu thư và Châu Trác.
có quan hệ khác biệt. Cô làm chứng cho cậu ta, chẳng khác gì canh gác cho đồng bọn đi trộm. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, lại ra díu với một tên ăn xin nghèo hèn, tốt xấu gì cũng là giới quyền quý của Giang Hải, lại làm ra chuyện mất mặt như thế. Thẩm Nhạn Thu, con muốn nhà họ Thẩm chúng ta mất sạch mặt mũi ư? Thẩm Nhạn Thu, bố cho con cơ hội cuối cùng, con chọn tên ăn mày này hay chọn thằng bố này? Bố, con đang giúp cho Trác, nhưng con cũng đang giúp nhà họ Thẩm mất sạch. Để tao đánh chết loại xúc sinh phản bội gia tộc như mày. Tao xếp Thẩm, cô Thẩm một lòng muốn giúp nhà họ Thẩm, ông lại chưa từng tin cô ấy, ông có coi cô ấy như con ruột không? Đều tại cậu, nếu không phải cậu, con gái tôi đã không thành ra thế này. Mau cút đi cho tôi, hôm nay không phải trần lời nói dối nhà họ Vương, tôi sẽ không đi đâu hết. Thế thì tôi sẽ tiễn anh một đoạn. Người đâu, ném tên phế vật này ra ngoài, tôi xem ai dám. Con ném cả nó ra ngoài, tôi xem ai dám. Châu Trác là anh em của tôi xem ai dám động vào cậu ấy. Xếp Giang, hôm nay là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của nhà họ Vương, Châu Trác là anh em của cậu, cậu cũng không có tư cách hỗn xược ở đây. Vu khống nhà họ Vương, vu khống rượu ngon mà nhà họ Vương tôn phí công sức nghiên cứu ra, đúng là tội không thể tha. Hôm nay dù là cậu cũng không bảo vệ nổi cậu ta. Nếu Châu Trác thật sự vu khống cho nhà họ Vương, Giang Sơn Hà này sẽ không nhân nhượng. Nếu đã thế, nhưng mà cậu ấy sẽ không làm thế. Giang Sơn Hà này sẽ chống lưng cho cậu ấy. Mấy người tự tin như thế không phải vì nghĩ là trong tay tôi không có chứng cứ sao? Năm đó mấy người làm việc kín kẽ như thế, nếu không phải chính tay tôi nghe thấy từ miệng Vương Thiên Sinh, e là đến bây giờ tôi cũng không biết là mấy người đã hãm hại nhà họ Châu. Nhưng ông có trăm tính ngàn tính cũng không tính được, trong tay tôi còn có Thiên Tiên Túy Thật. Cái gì? Nếu ông đã chắc chắn Thiên Tiên Túy của mấy người là thật, thì chúng ta so sánh chút xem là thật hay giả, sẽ biết ngay thôi. Mọi người mở to mắt của mấy người ra nhìn cho rõ, đâu mới là Thiên Tiên Túy thật sự. Cậu nói cái chai rẻ tiền này đựng Thiên Tiên Túy ư? Thiên Tiên Túy là rượu hàng đầu trong 10 loại rượu ngon của Long Quốc, chưa vội nói đóng gói hoa lệ thế nào thì cũng phải độc đáo, chứ không phải một cái chai rẻ tiền. Anh không chỉ đang sỉ nhục rượu ngon như Thiên Tiên Túy, mà còn đang trêu đùa giới quyền quý của Giang Hải. Vốn tưởng cậu chỉ là một tên ăn mày thân phận thấp kém, không ngờ cậu còn là một kẻ lừa đảo. Nhạn Thu, con xem, đây là người mà con liều mạng để bảo vệ đấy. Con muốn nhà họ Thẩm chúng ta trở thành trò đùa của cả Giang Hải như cậu ta sao? Châu Trác, anh làm sao thế? Anh nói anh có chứng cứ mà. Ngoại hình tuy không được đẹp, nhưng đây chính là Thiên Tiên Túy. Ngoại hình tuy không đẹp, nhưng rượu ngon thật sự thì càng chú trọng thứ bên trong hơn. Nếu mọi người đã không tin đây chính là Thiên Tiên Túy, thì chúng ta so thử xem Thiên Tiên Túy của nhà họ Vương là rượu ngon quý giá nhường nào. Thứ rẻ tiền trong tay cậu có tư cách gì mà so sánh? Đúng thế, Châu Trác, rượu trong tay anh giống hệt con người anh thôi, đều là rác rưởi, không nên xuất hiện ở nơi này. Chứ đừng nói là so với chúng tôi. So chứ, buộc phải so. Nếu không so, tôi sẽ dùng toàn bộ thực lực của mình để lan rộng tin rượu nhà họ Vương là rượu giả, khiến mấy người thân bại danh liệt. Giang Sơn Hà, anh đừng có mà hỗn quá. Dù có là đá chọi đá, nhà họ Vương cũng chưa chắc thua đâu. Quảng Trí, im đi. Nếu xếp Giang cứ một mực như thế, thì tôi sẽ cho Châu Trác một cơ hội. Nếu đã muốn tỉ thí, thì phải có giải thưởng. Nhà họ Vương sẽ bỏ ra 1 tỷ tiền mặt. Châu Trác, có thể bỏ ra cái gì? Tôi bỏ ra đơn hàng 1 tỷ của tỷ phú thay Châu Trác. Tôi đồng ý. Đơn hàng 1 tỷ của tỷ phú, tôi vốn chuẩn bị làm quà cho nhà họ Vương, để thúc đẩy việc hợp tác của hai nhà, nhưng lại bị tên họ Châu này cản trở. Nếu tên này đã không biết điều, cứ muốn phải so sánh, vừa hay tôi sẽ giao dự án này ra. Nếu anh Thẩm đã nói thế rồi, tôi cũng đồng ý. Châu Trác, tôi không cần biết Thiên Tiên Túy trong tay cậu là rượu thật hay rượu giả, cũng không thể đấu lại rượu ngon mà nhà họ Vương tốn bao tâm huyết để nghiên cứu ra. Tôi sẽ chặt đứt cái suy nghĩ đó của cậu vậy. Nói đi, cậu muốn so thế nào? Bất cứ loại rượu nào cũng không thể tách rời 3 thứ, sắc, hương, vị. Nếu mọi người đều đã nghe qua tên của Thiên Tiên Túy, chắc hẳn cũng biết miêu tả về nó trong truyền thuyết chứ.
Đương nhiên rồi, nghe nói thiên tiên thúy sắc như lưu ly, hương bay chục dặm, vị như nước suối ngọt ngào, là cực phẩm trong làng rượu. Người bình thường đừng nói là uống được một ngụm, dù có ngửi qua cũng sẽ bị say. Đúng thế, thiên tiên túy nhà họ Vương giống hệt như thế. Mọi người mời giám định. Mùi hương thanh thuần, sắc như lưu ly. Đây mới là thiên tiên túy thật sự. Trước kia tôi chỉ được nghe nói về thiên tiên túy, không ngờ hôm nay lại may mắn được tận mắt chứng kiến mùi hương này. Còn thơm hơn cả những gì người ta nói, không ngờ trong lúc còn sống, tôi lại có thể thấy rượu ngon trong truyền thuyết. Có thiên tiên túy này, nhà họ Vương chắc chắn sẽ vực dậy. Nhạn Thu, còn thấy chưa? Nhà họ Vương có rượu ngon này trong tay, mỗi năm có thể thu về vài trăm triệu. Giờ mà chúng ta lên con thuyền này, lợi nhuận sẽ rất nhiều. Lúc này, con còn không từ bỏ tên phế vật này, còn đợi đến khi nào nữa? Châu Trác đã giúp nhà họ Thẩm nhiều lần. Con tin anh ấy, con. Châu Trác, anh thấy chưa? Chỉ mới hai thứ sắc và hương đã chinh phục được giới quyền quý của Giang Hải. Còn về cái thứ ba, vị, mọi người mời nếm thử. Mùi vị ngọt ngào, đây chính là vị của rượu ngon tuyệt thế sao? Uống rượu này vào, những rượu khác đều tầm thường. Sếp Vương, từ nay về sau tôi chỉ mua thiên tiên túy của nhà họ Vương thôi. Đúng, Châu Trác, sắc, hương, vị thiên tiên túy mà nhà họ Vương mất 10 năm để nghiên cứu ra là hạng thượng thượng phẩm đấy. Còn muốn sao không? Cậu sao kiểu gì? Nếu rượu giả của ông cũng là hạng thượng thượng phẩm thì tôi là cái gì? Con trưởng nhà họ Châu, Châu Trác, mời mọi người nếm thử. Thế nào mới là thiên tiên túy thật sự? Thiên tiên túy thật sự. Mùi hương này nồng đậm đến thế. Thiên tiên xuất hiện, phàm nhân say. Hương này nào chỉ bay 10 dặm, phải là rượu say tám phương mới đúng đấy. Vốn tưởng thiên tiên túy nhà họ Vương đã là cực phẩm, nhưng thiên tiên túy trong tay Châu Trác dường như còn hơn hẳn một bậc. Anh Châu, xin hãy cho tôi nếm thử. Sếp Vương, người thấy rồi chứ? Đây mới là hương bay 10 dặm. Đây mới là sắc như lưu ly. Còn về vị, anh Châu, đừng nói nữa, mau cho tôi nếm thử. Thiên tiên túy trong truyền thuyết này là rượu ngon chỉ có tiên cồn mới có thể nếm. Ngửi qua thôi đã là vinh hạnh rồi. Đối với những người yêu rượu như chúng ta, có thể được nếm thử rượu ngon nhiều này, tôi có chết cũng không nuối tiếc. Còn về vị, mọi người không được thử đâu. Cậu, chẳng lẽ chúng tôi không có tư cách nếm thử thiên tiên túy của anh sao? Thiên tiên túy này vốn là rượu ngon trên đời, lượng còn lại ít ỏi. Dù là trong tay tôi cũng chỉ còn chai này. Tôi cất giữ nó 10 năm chỉ vì muốn giữ lại kỷ niệm, cũng có nghĩa là chúng tôi không có tư cách à? Cũng chỉ là một chai rượu mà thôi, lại ra vẻ ta đây coi như báu vật trên đời. Cậu không cho mọi người nếm thì sao mà phán đoán tính thật giả của thiên tiên túy này? Dù chai rượu này của cậu là thật thì có sao? Nhà họ Châu đã không còn nữa, cậu giữ một chai rượu còn có thể khiến gia tộc cậu phục hưng à? Chúng tôi ở đây đều là giới quyền quý của Giang Hải, về tư cách địa vị đều có thể để đầu cưỡi của anh. Chẳng lẽ không có tư cách uống một ly ư? Rõ ràng là anh không coi giới quyền quý của Giang Hải ra gì cả mà anh che chở chai rượu này như thế, không cho chúng tôi uống. Chẳng lẽ rượu của anh là rượu giả à? Hai thứ trong sắc hương vị đã chinh phục được mọi người, sao có thể là rượu giả được? Rượu ngon quan trọng là phải nếm, không nếm thử sao biết được thật giả chứ? Được, nếu đã thế thì hãy chọn ra một người ở đây để nếm thử rượu này, thế nào? Tôi đồng ý. Hay là nhưng cơ hội này lại cho tôi được không? Ông là ai nữa? Tại sao dám xông vào buổi họp báo nhà họ Vương? Cậu mù rồi à? Đây chính là tỷ phú Long Quốc, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải, Sở Trấn Sơn. Tỷ phú Long Quốc ư? Tôi vốn định ngày mai sẽ tổ chức tiệc rượu gọi đấu thầu cho dự án trục tỷ, hôm nay lại nghe nói nơi này có thiên tiên túy. Tôi vốn là người yêu rượu nên đã cất công đến đây. Người anh em có thể để tôi nếm thử thiên tiên túy của cậu không? Sếp Sở, đây là thiên tiên túy do nhà họ Vương ủ ra, mời ông nếm thử. Loại rác rưởi này cũng xứng gọi là thiên tiên túy sao? Mấy người khinh thường tôi không hiểu biết à? Sếp Sở, hiểu lầm rồi. Thiên tiên túy nhà họ Vương được ủ theo công thức bí truyền
không thể nào sai sót được. Thiên tiên túy này không chỉ công thức phức tạp mà đến cả cách ủ cũng thế. Chỉ một chai rượu bé nhỏ này đã tốn mất 50 năm. Ba đời người mới ủ ra được, có thể nói mỗi chai rượu này đều đáng giá ngàn vàng. Mà nhà họ Vương, vì cái lợi trước mắt, thứ tạo ra chỉ là hàng giả, rẻ tiền mà thôi, còn hàng thật là ở trong tay người anh em này. Người anh em không biết tỷ phú Long Quốc, sở trấn sơn này có tư cách để nếm thử rượu ngon thiên tiên túy này không? Nếu sếp sở đã là người hiểu rượu, tôi sẽ phá lệ cho ông nếm thử. Sếp Châu, cậu keo kiệt quá rồi đó, có chút ép thế thôi ư? Chút ép này có ngàn vàng cũng không đổi được. Mấy chục năm rồi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nếm lại rượu ngon này. Quả nhiên là thiên tiên túy, mùi vị này khiến tôi nhớ lại mấy chục năm trước. Người anh em, chai rượu này có thể cho tôi không? Dự án chục tỷ ở Giang Hải của tôi sẽ là của cậu. Chai rượu này có thể đổi dự án chục tỷ, cậu không biết đấy thôi. Trong mắt sếp sở tiền chỉ là con số thôi. Rượu ngon tuyệt thế như thiên tiên túy này mới là thứ đáng theo đuổi. Tôi cũng là người thích rượu, nếu tôi cũng có tiền như thế, tôi cũng sẽ trao đổi. Không ngờ tên ăn mày lại giấu bảo vật trị giá chục tỷ. Vậy nhà họ Thẩm của mình sẽ một bước lên mây rồi. Sếp sở mắt ông tinh thần, ngàn vàng khó mua được niềm vui trong lòng. Ông dùng chục tỷ này đổi lấy thiên tiên túy, thực sự quá xứng đáng. Ha ha, cảm ơn sếp sở đã có lòng, nhưng rượu này tôi không thể đổi. Sếp Châu, cậu biết mình đang nói gì không? Chỉ một chai rượu có thể đổi dự án chục tỷ, còn được sự ủng hộ của tập đoàn Sơn Hải chúng tôi, như thế mà cậu không động lòng sao? Danh con họ Châu, tôi dùng thân phận chủ tịch tập đoàn Phong Hào ra lệnh cho cậu phải đổi. Bố, đừng làm loạn nữa. Thiên tiên túy này vốn là của Châu Trác, bố không có tư cách ra lệnh cho anh ấy. Chỉ cần cậu ta vẫn là người của tập đoàn Phong Hào, cậu ta có nghĩa vụ cống hiến tất cả cho công ty và cho nhà họ Thẩm. Đổi, đổi, sếp Thẩm, ông quên rồi sao? Tối qua, ông đã đuổi tôi khỏi tập đoàn Phong Hào. Bây giờ tôi và nhà họ Thẩm không còn quan hệ gì, thế thì sao? Cậu và con gái tôi không có quan hệ sao? Bố, con đồng ý với ý kiến của Châu Trác. Con. Bố, đưa sếp Thẩm về nhà, nghiệt chướng. Hóa ra, cậu chính là Châu Trác. Sếp sở biết tôi sao? Có nghe qua, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu thật sự không đổi sao? Thiên tiên tùy này, nhà họ Châu chỉ có một chai, là kỷ niệm hiếm hoi của nhà tôi, ngàn vàng cũng không đổi. Thôi vậy, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích, nếu cậu đổi ý, có thể đến tìm tôi. Nếu chàng trai này không muốn đổi, vậy tiệc rượu ngày mai vẫn tiến hành bình thường. Hôm nay, các vị quyền quý Giang Hải, tề tự ở đây, tôi bật mí trước. Dự án chục tỷ ngày mai, chỉ có hai người có khả năng nhận, một là nhà họ Vương. Cảm ơn sếp sở đề bạt, nhà họ Vương sẽ không phụ kỳ vọng. Còn một nhà nữa là nhà họ Thẩm. Cảm ơn sếp sở, nếu thực lực của hai nhà tương đương, vậy tiệc rượu ngày mai, chúng ta lấy rượu luận anh hùng. Sếp Châu, cố vấn của chủ tịch cũng sẽ đến đấu. Cẩn thận đấy. Anh Giang, sếp Thẩm, chúng ta đi thôi, đừng vội. Sếp Vương, trận đấu này, người anh em của tôi thắng, một tỷ của ông đâu? Đừng hòng lật lọng, nếu để sếp sở biết, ông không uy tín. Một tỷ, tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho các người. Tiểu Châu, chúng ta đi. Vương Bằng là con cáo giả, không ngờ cũng có ngày này. Người anh em, rượu của chú lợi hại như thế. Sớm biết, chúng ta nên moi của ông ta thêm một khoản. Châu Trác, anh sao thế? Con muốn hắn chết, con muốn Châu Trác chết. Một con kiến dưới đáy xã hội dám ra tay với con. Mày im miệng cho tao, nếu không tại mày, họp báo của chúng ta sao lại thất bại? Nếu không tại mày, tao đã sớm chung một thuyền với họ Thẩm kia. Nếu không tại mày, tao đã sớm lấy được hợp đồng chục tỷ rồi. Tất cả đều tại sự ngu ngốc của mày. Bây giờ bố trách nó cũng có được gì. Ngày mai, chúng ta phải đấu rượu với nhà họ Thẩm. Đây là cơ hội cuối cùng của nhà chúng ta, đâu thế nào? Lẽ nào con uống rượu có thể thắng tên họ Châu kia? Con, mày đấy. Bố, tình hình bệnh nhân rất đặc biệt, cậu ấy có thể phân giải cồn rượu cấp 3 cũng không có vấn đề gì. Nhưng qua lần kiểm tra trước, phát hiện dạ dày, bị loét dạ dày diện tích lớn. Tiếp tục uống rượu, dạ dày sẽ xuất huyết thủng dạ dày, mà gần đây dạ dày chịu đả kích từ bên ngoài khiến quá trình tăng tốc lên. Vậy có cách nào chữa không? Có,
nhưng phải cai rượu. Không được, ngày mai chính là tiệc rượu, tôi phải tham gia. Cậu tiếp tục uống thế này, dù dạ dày không xuất huyết cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Chưa chắc, nghe lời bác sĩ, cai rượu đi. Tiệc rượu ngày mai, tôi sẽ nghĩ cách. Cô Thẩm, thật sự không có vấn đề chứ? Yên tâm, tôi đã sắp xếp không ít cao thủ uống rượu. Trận đấu này dù không thể thắng, chúng ta cũng có thể gỡ hòa với nhà họ Vương. Cô Thẩm tự tin quá, không phải chuyện tốt đâu. Nói về tử lượng, Giang Hải này chưa có ai là đối thủ của ba bố con tôi. Trận đấu hôm nay các người thua chắc rồi, chút tử lượng đó của các người, một mình tôi chấp các người ba xác cho chắc. Tôi thừa nhận tử lượng của anh không tệ, nhưng muốn lấy một chọi ba, cậu vẫn còn kém lắm. Huống hồ bây giờ anh có uống rượu được không? Vốn dĩ hôm qua cậu có thể lấy được hợp đồng chục tỷ của tỷ phú, dồn nhà họ Vương vào chỗ chết. Đáng tiếc cậu bỏ lỡ thời cơ, nhưng cơ hội này vào tay nhà họ Vương chúng tôi. Sau hôm nay, chẳng những tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Châu của cậu, tôi còn sẽ khiến nhà họ Thẩm chôn cùng cậu. Một thần cuồng không thể uống rượu, mất đi chỗ dựa, Châu Trác, anh sẽ trở thành con chó tàn phế. Châu Trác, mày ba lần bốn lượt khiến tao mất mặt, lần này tao sẽ đòi lại hết. Còn cô Thẩm, nếu bây giờ cô đầu quân cho tôi thì vẫn còn kịp, tôi có thể bảo vệ tính mạng cô. Tay chân thành thật chút đi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, có Châu Trác này ở đây, nhà họ Vương không thể thắng. Con chó, bây giờ mày chỉ có cái miệng, chỉ chờ thi đấu, tao sẽ cho mày thua tâm phục khẩu phục. Cần gì phải phí thời gian với họ, chờ sau khi nhà họ Vương chúng ta thắng họ và nhà họ Thẩm, chúng ta có thể tùy ý xử lý. Thắng có tất cả, thua thì mất hết. Châu Trác, cô Thẩm, chúng ta gặp ở trận đấu. Đại tiểu thư, sao tôi lại có dự không có cảm không lành, vào trước rồi tính. Tháp rượu này e rằng cũng mấy trăm đi đấy, dù thân cồn tại thế cũng rất khó uống hết. Chú ý lời nói, đại diện của nhà họ Thẩm đã đến, hai nhà đã đủ mặt. Tôi tuyên bố trận đấu rượu này bắt đầu ngay bây giờ. Chờ đã, xếp sở, người đại diện nhà họ Thẩm thi đấu là người khác, là người của nhà họ Thẩm, là sao? Người được tôi chọn từ tập đoàn Phong Hào. Thứ nhất, với thân phận của tôi có thể đích thân đến Giang Hải lựa chọn đối tác đã là phá lệ. Tôi không thể nào vì vài nhân viên của nhà họ Thẩm lãng phí thời gian. Thứ hai là tôi muốn hai nhà Vương Thẩm thi đấu với nhau, muốn đích thân các người thi đấu, cho nên xếp Thẩm, nhà họ Thẩm của cô rốt cuộc có thi không? Đại tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Cô Thẩm, không được thì để tôi. Không được. Cô Thẩm, cô trăm phương ngàn kế mời tôi vào công ty, không phải để tôi uống rượu sao? Bây giờ không phải. Xếp Sở, trận đấu này nhà họ Thẩm sẽ thi đấu. Đấu? Cô đấu thế nào? Cô dựa vào đệ nhất mỹ nữ Giang Hải dính rượu là gục, hay là cô thư ký yếu đuối bên cạnh cô, hay là dựa vào tên này? Xếp Sở, trận đấu hôm nay căn bản không có ý nghĩa, bởi vì nhà họ Vương thắng chắc rồi. Ba đại diện của nhà họ Thẩm, hai người không biết uống, một người bệnh không thể uống, chi bằng tuyên bố kết quả ngay bây giờ đi, cũng coi như tiết kiệm thời gian. Cô Thẩm, nếu như lời nhà họ Vương nói, nhà họ Thẩm của cô có muốn thì nữa không? Cô Thẩm, theo tôi thấy cô chịu thua đi cũng coi như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhà họ Thẩm. Vốn cho rằng dựa vào Châu Trác, nhà họ Thẩm có thể lấy được hợp đồng, không ngờ thần cung cũng có lúc chịu thua. Đúng là trời cũng không giúp nhà họ Thẩm, dự án chục tỷ e rằng không có duyên với Thẩm Nhạn Thu rồi. Cô Thẩm, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có bỏ thi hay không? Trận đấu này tôi chấp nhận. Châu Trác, anh chán sống à? Cô Thẩm, nếu thua nhà họ Vương cũng không tha cho tôi, thay vì chờ chết chi bằng liều xem. Cô Thẩm, nếu cô xem tôi là bạn thì đừng cản tôi. Xếp Sở, một mình tôi khiêu chiến với ba bố con nhà họ. Chờ đã, Châu Trác, anh không phải người nhà họ Thẩm, cũng đã bị đuổi khỏi tập đoàn Phong Hào, có tư cách gì đến đây thi đấu? Có tư cách gì đồng ý thay Thẩm Nhạn Thu? Anh ấy có Châu Trác là chồng chưa cưới của Thẩm Nhạn Thu này, tất cả quyết định của anh ấy cũng đồng nghĩa với quyết định của tôi. Con khốn, tôi vất vả theo đuổi cô 10 năm, làm bao nhiêu chuyện vì cô, không ngờ sau cùng cô lại chọn tên ăn mày này. Tôi chọn ai không liên quan gì đến Vương thiếu gia. Châu Trác xét về lòng cả đảm, phẩm hạnh đều hơn anh em nhà họ Vương các người. Dù anh ấy là ăn mày, tôi cũng chọn anh ấy. Nghe nói hai thiếu gia nhà họ Vương đều từng theo đuổi Thẩm đại tiểu thư, không ngờ sau cùng lại để một tên ăn mày chiến thắng. Thua không mất mặt, thua cho ăn mày, mặt mũi nhà họ Vương mất hết rồi. Lập tức bắt đầu thi đấu.
hôm nay tôi muốn tên phế vật này chết trong buổi tiệc rượu hôm nay. Sếp Sở, nhà họ Vương đồng ý để cho Châu Trác xuất chiến thay nhà họ Thẩm. Có thể bắt đầu thi đấu. Châu Trác vốn dĩ uống rượu chỉ là để trợ hứng, nhưng hôm nay anh chết tôi sống. Trận đấu hôm nay rất đơn giản, trong vòng 5 phút, bên nào uống được nhiều rượu hơn, bên đó chiến thắng. Thắng rồi, nhà họ Vương chúng tôi thắng rồi. Châu Trác, dù tử lượng của mày hơn người thì sao, dù mày lấy một chọi ba thì đã sao, mày chỉ có một cái miệng, trong vòng 5 phút, ba bố con tao có thể uống gấp ba mày. Sếp Sở, không công bằng. Châu Trác một chọi ba, vốn đã yếu thế, hơn nữa quy tắc này, khác nào làm khó anh thế giới này. Vốn không công bằng, tôi có thể cho các người một cơ hội thi đấu đã là phúc đức lắm rồi. Cô Thập, đây đã là lần thứ hai, cô chất vấn tôi nể tình một ly thiên tiên túy hôm qua. Tôi không so đo với cô, nếu có lần thứ ba, tôi sẽ hủy bỏ việc hợp tác với nhà họ Thẩm. Ai? Còn ý kiến không? Nhà họ Vương trước nay luôn nghe theo sếp Sở. Sếp Sở nói gì thì sẽ là cái đó. Họ Châu kia, bây giờ không ai cứu được mày nữa. Trước mặt mày, chỉ có con đường chết. Không ngờ tao tốn bao nhiêu công sức, rốt cuộc cũng có thể thắng mày một lần trong bàn rượu. Tao muốn đòi lại những gì tao đã thua cho mày. Ngay cả ông trời cũng giúp tao. Vương Nhị thiếu gia, anh chưa thắng đâu. Châu Trác, khi tôi cầm ly rượu này lên, nhà họ Vương của tôi đã thắng. Sếp Sở, trận đấu có thể bắt đầu rồi. Đếm ngược 5 phút, bây giờ bắt đầu. Châu Trác, hiện giờ nhà họ Vương đã dẫn trước 3 ly. Vậy sao? Họ Châu này muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn dùng thùng rượu để uống sao? Tuyệt đối không thể. Tháp rượu này, mỗi một loại rượu đều khác nhau, trộn lẫn với nhau, ai mà uống cho nổi. Tôi sống bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai uống rượu bằng thùng, giả vờ giả vịt. Họ Châu kia, mày lấy cái thùng cũ đó ra lừa ai? Chúng ta đấu rượu, không phải coi mày ăn cơm thừa canh cạn bên đường. Loại người thô bỉ thấp hèn như mày xuất hiện ở đây chính là sỉ nhục giới quyền quý Giang Hải, sỉ nhục Sếp Sở. Anh nói xong chưa? Nói xong thì bắt đầu uống đây. Cậu muốn làm gì? Sếp Sở, lẽ nào hôm nay hiếm khi quyền quý Giang Hải tề tựu ở đây, lại có tỷ phú của Long Quốc đến thăm. Châu Trác, tôi mời mọi người, tứ hải giai huynh đệ. Hay Đô Mạnh, thùng này Châu Trác tôi dẫn trước nhà họ Vương 20 ly. Sếp Vương, uống tiếp đi, còn 4 phút nữa. Bố, Châu Trác này giống như quái vật vậy. Ba chúng ta không thắng hắn được, làm sao đây? Tiếp tục uống, hắn có bệnh dạ dày. Lúc này chắc chắn chỉ đang gắng gượng, chỉ cần chúng ta kiên trì là có thể thắng. Đúng. Châu Trác, đừng gắng gượng nữa, thùng vừa rồi đã là giới hạn của mày, còn uống nữa, mày sẽ chết. Châu Trác, không sao. Lần này, tôi kính Bát Phương Lai Tài. Châu Trác, 20 ly không đủ, 40 ly không đủ, tôi tặng thêm 20 ly. Châu Trác, đủ rồi. Vẫn chưa đủ. Hôm nay phải khiến nhà họ Vương đòi lại những gì nhà họ Vương đã nợ nhà họ Châu. Tôi phải khiến nhà họ Vương đền mạng cho nhà họ Châu. Hôm nay tôi không chết thì đám đổi bại nhà họ Vương bỏ mạng trên bàn rượu. Vương Bằng, Vương Quảng Trí, Vương Thiên Sinh, thùng này tôi thay mặt nhà họ Châu, mời các người uống đi. Không uống nữa. Chúng tôi không uống nữa. Sếp Sở, họ Châu kia điên rồi. Nhà họ Vương chúng tôi không đấu với một tên điên. Tôi đầu tư mấy chục tỷ, mời hết giới quyền quý Giang Hải đến mới tổ chức được tiệc rượu hôm nay. Mà bây giờ ông lại nói không đấu nữa. Ông đang đùa tôi sao? Sếp Sở, chúng tôi không có ý đó. Không phải chúng tôi không đấu, chúng tôi chịu thua, chúng tôi bằng lòng. Nhưng dự án chục tỷ của ông cho nhà họ Thẩm. Được. Sếp Sở, xin cáo từ. Chịu thua thì được, đi thì không. Bố con nhà họ Vương các người phải trả lại số rượu mà Châu Trác đã mời.
dựa vào đâu mà bắt nhà họ mời rượu một tên ăn mày? Vì đây là những gì các người lựa nhà họ Châu. Uyển Nhi, ai nữa đây có thể ra vào nơi này? Lẽ nào là khách của sếp Sở? Cô là ai dám xen vào chuyện của nhà họ Vương? Uyển Nhi, cuối cùng em cũng về. Đúng, tôi về rồi, nhưng anh vẫn là tên phế vật năm đó. Chỉ là vài tên tạp nham của nhà họ Vương mà cũng khiến anh chật vật thế này. Anh biết tại sao năm đó tôi lại bỏ đi không? Là vì anh không có chí tiến thủ, quên mất mối thù của nhà họ Châu chúng ta. Nhà họ Châu không còn nữa, đây chỉ là cái cớ cho sự nhu nhược của anh. Hôm nay Châu Uyển Nhi này đã về chính là để đòi lại những thứ mà nhà họ Châu đã mất từng thứ một. Bắt đầu từ kẻ đầu sỏ là nhà họ Vương, sau đó chính là đám đồng lõa này. Tôi muốn họ phải trả giá đắt. Uyển Nhi, em đến rồi. Điên là anh. Tôi một lòng muốn báo thù, một lòng muốn phục hưng nhà họ Châu. Còn anh chỉ nghĩ đến tình yêu trai gái. Anh hiểu rồi, cố vấn của sếp Sở chính là em. Buổi tiệc hôm nay là kế hoạch của em. Không sai. Năm đó Châu Uyển Nhi lưu lạc đến Kinh Thành là một tay tôi đào tạo cô ấy thành cố vấn đặc biệt của tập đoàn Sơn Hải. Mà lần này tập đoàn Sơn Hải đầu tư ở Giang Hải cũng là yêu cầu của cô ấy. Nếu không, với quyền của tập đoàn Sơn Hải, sao có thể đầu tư vào cái nơi nhỏ bé như Giang Hải? Tôi tiêu tốn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng khiến quyền quý Giang Hải hội tụ ở đây. Châu Uyển Nhi, rốt cuộc em muốn làm gì? Năm đó nhà họ Châu phá sản, họ hoan hô, người nhà họ Châu chết, họ làm ngơ, anh em tôi lưu lạc ngoài đường, họ chê cười, kỳ thị. Tôi muốn đám người lạnh lùng, ích kỷ, ngạo mạo này chịu sự trừng phạt, phải xuống địa ngục. Châu Uyển Nhi, em đừng bồng bột. Em muốn trả thù nhà họ Vương, anh ủng hộ em, nhưng em không thể lạm sát vô tội. Uyển Nhi, anh cô nói không sai, cô im đi. Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Năm đó anh tôi quá nhu nhược, mới để cô điều khiển. Sao nào hôm nay còn muốn khống chế cả tôi? Châu Uyển Nhi, thôi đi, nếu chúng ta không thể thuyết phục đối phương, vậy thì dùng cách của nhà họ Châu giải quyết đi. Ai thắng thì nghe người đó. Tôi tán thành. Uyển Nhi, từ khi vào tập đoàn Sơn Hải, dựa vào tư lượng đáng sợ của mình, đã thay tôi giải quyết vô số cuộc xã giao. Tôi chưa từng thấy cô ấy thua ai, tư lượng của Châu chắc cũng không hề tầm thường. Ba thùng rượu vừa rồi thật sự khiến tôi kinh hãi. Bây giờ tôi muốn xem thử hai vị hào kiệt của nhà họ Châu, rốt cuộc ai mới là đệ nhất. Người đâu, dựng sân. Hôm nay vừa phải giải quyết sống chết của giới quyền quý khu Giang Hải, vừa phải tìm ra ai mới là thần cột chân chính. Uyển Nhi, không ngờ chúng ta không gặp 5 năm lại gặp nhau trong tình cảnh này. Bớt nói nhảm, năm đó tôi không thắng anh, bây giờ ra ngoài rèn luyện 5 năm tôi đã khác xưa rồi. Hôm nay anh sẽ cho em biết tại sao anh lại là anh trai em. Hỏng rồi, lần đầu tiên tôi thấy có người ngang tài ngang sức với Châu Trác. Tôi tin Châu Trác, anh ấy nhất định sẽ làm được. Tiếp đi. Dừng đi. Em không uống nổi nữa. Tôi sẽ không thua, yên tâm. Có anh đây, anh không để em thua đâu. Rượu em không uống được. Anh uống. Tôi tuyên bố, Châu Trác mới là thần cồn danh xứng với thực. Thần cồn, thần cồn, thần cồn, thần cồn. Anh. Anh sao thế? Sao anh tôi lại thế này? Châu Trác mắc bệnh dạ dày, vốn dĩ đã quyết định cai rượu, nhưng các người lại cứ ép anh ấy. Không sao. Qua hôm nay, e rằng không ai dám uống rượu với anh nữa. Uyển Nhi, trận đấu này anh thắng rồi. Theo giao ước, em phải tha cho những người vô tội này. Em đồng ý. Tha cho đám quyền quý đó. Châu tiểu thư đại nhân đại lượng, sau này nhà họ Vương chúng tôi sẽ làm Châu làm ngựa cho Châu tiểu thư. Nhưng còn 3 người thì khó thoát kiếp nạn này. Châu tiểu thư, anh Châu, chuyện nhà họ Châu các người không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng mới biết được mấy hôm thôi. Là họ, họ đã hại nhà họ Châu các người. Nếu tôi biết sớm, tôi cũng đã báo thù cho các người. Anh Châu, vì mạng sống,
ngay cả người nhà cũng có thể vứt bỏ. Xem ra mấy bàn tay của tôi vẫn chưa đánh cho anh tỉnh. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm khó các người. Tuyển Nhi, họ còn nợ anh 60 ly rượu. Người đâu, đưa rượu cho ba bố con nhà họ Vương. Thần Cột, bây giờ anh muốn làm gì? Đừng gọi tôi là Thần Cột. Mệt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà nhặt rác. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ like và ủng hộ mình qua mã QR này để có thêm động lực đăng video nhé. Thân ái, chào tạm biệt.